Hello. Không biết giờ này có ai xem không trời? That's so money, got a mess of money. Hello, xin chào mọi người. Ôi, đông quá. Anh nha. That's so money. Hello các bạn ơi, hello anh Thư, hello xin chào các bạn. Trời ơi, thế là bây giờ Sài Gòn. Hello, xin chào Long, Long Miss Severus. Hello, xin chào Thảo Lam như nè, mới thấy vô. Mọi người ơi, các bạn có đang ở nhà làm gì không? Nếu mà ấy thì ngồi tâm sự với mình đi. Hello con Bin, tôi thấy bà rồi nha. Say hi người chị. Hello, hello em Andy. I sure long time no see bà. Trời ơi, tôi cũng long time no see bà quá. Tôi thấy bà sắp tôi thấy bà sắp lấy chồng rồi nên tôi cũng thấy bất ngờ quá. Chị sắp thi IELTS chưa? Chị hả? Chị đang học thôi à. Tại vì bây giờ dịch Tết cho nên là chị cũng chưa có thi. Hello Hiền Đặng. Hello em. Tối nay đúng em không vậy? Tối nay đi học tiếng Trung. Tối nay đi học tiếng Trung. Is that a con? Hello, xin chào các bạn. Mọi người có câu hỏi gì không? Nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì đặt ở dưới đi. Dạo này thì mình cũng có nhiều thông tin bổ ích lắm. Hả? Chưa, chị chưa có viết bài luôn á. Trời ơi, nói thiệt với các bạn rằng là hả, học tiếng Trung á là một trong những cái kiểu như là nó rất là dễ nói, nhưng mà cái vấn đề mà viết á nó rất là khó. Tại vì tiếng Trung á thì nó bị kiểu như là kết hợp với rất là nhiều bộ ngữ, rồi rất là nhiều ngữ điệu. Kiểu như là khi mình học á thì mình thấy là nó hơi bị vấn đề khó trong vấn đề viết. Kiểu là rất là dễ quên á. Mà mình học thì rồi để mình giới thiệu với các bạn về cái cuốn sách mà mình đã viết nha. Trời ơi. Nói chung cái cuốn này với lại cuốn này đúng không ta? Nhiều lắm. So many. Hỏi cái gì cũng được, ví dụ như là hỏi this or that, hay là hỏi em sắp coming shop, muốn chị PR, ghé bị shop quá. Ok, nếu như mà shop em khi nào mở thì ok, chị coi được mà. Đây, mình sẽ giới thiệu với các bạn về những cái cuốn tập mà mình đã viết trong quá trình mà mình học tiếng Trung. Đây, kiểu như là viết rất là nhiều luôn mà. Viết như vậy nhưng mà vẫn rất là dễ quên nha. Đó. Kiểu như là phải siêng, hơi siêng một chút á. Đó, cái cuốn này là một cuốn, đây là một cuốn nữa. Đó. Gì đây? Tương lai chị tính làm về mảng gì? Về tương lai hả? Thật sự rằng là gần đây á thì chị đang kiểu như là bị hơi bị kiểu như là bị tham quá, khi mà mình cảm thấy là mình cái gì cũng muốn học á. Nhưng mà nếu mà trong tương lai á thì chị đang muốn rằng là chị làm một cái mảng mà nói chung là mình vẫn tiếp tục làm những cái mảng ví dụ như là liên quan tới fashion nè, rồi cosmetic nè. Chị muốn làm thêm một mảng nữa là về kinh doanh nước hoa. Tại vì kiểu như là gần đây kiểu như là chị cảm thấy cực kỳ thích nước hoa, cho nên là chị muốn rằng là mình có thể thêm một cái mảng nữa là kinh doanh nước hoa. Nhưng mà một cái mà chị muốn làm dài, kiểu như là long term, dài hạn á, thì là một cái ngành mà mọi người khá là chị nghĩ là nó cũng khá là khác, nó cũng khá là khó hiểu á, đó là ngành năng lượng tái tạo, renewable energy á.
Renewable energy thì nó hơi khá là khó hiểu so với mọi người, nhưng mà nó cũng nói chung là nó cũng là một cái ngành mà chị đang theo đuổi thôi. Mong là mình sẽ có thể gắn bó với nó kiểu dài lâu á. Còn những cái ví dụ như là phần cuộc sống của mình, ví dụ như là làm về cosmetic nè, fashion nè, hay là làm về travel nè, hoặc là perform, có nghĩa là business, thì mình vẫn sẽ cố gắng mình làm, mình cố gắng set up nó để làm ok. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cũng đang chỉ trong quá trình là trong cái process thôi. Thì đó là mình chia sẻ về cái dự định của mình, nhưng mà mong muốn rằng là mọi thứ nó cứ từ từ, nó cứ từ từ đạt được thôi, không có phải không có cố gắng là phải đẩy nhanh nó kiểu vậy á. Mọi người có câu hỏi gì không? Ví dụ như là không, tự nhiên mình tự hỏi thì cũng không được. Cosmetic nè, hoặc là trị mụn cũng được. Tại vì gần đây á, thì mình vừa mới mình cảm nhận rằng là mình trị mụn thành công á, cho nên là mình cũng rất là muốn chia sẻ cho các bạn về cái quá trình trị mụn của mình á. Tại vì ngày trước, cách đây khoảng 1-2 tháng thì mình da mình kiểu như là nó cực kỳ bị thấy ghê luôn á. Có nghĩa là nó bị thâm, ở đây thâm rất là nhiều luôn. Cho nên là mình đã, bên bây giờ thì nó đã cải thiện da rất là nhiều. Để coi một câu hỏi của bạn Quỳnh Anh ha. Đó là chị ơi làm sao để giảm cân dáng như chị. Thật sự thì dáng của chị nó cũng không phải là đẹp lắm, nhưng mà chị nghĩ rằng là dáng của chị là nó kiểu hơi là bị gầy, kiểu thanh mảnh á. Thì chị vẫn áp dụng cái cách đó là, thứ nhất á, đó là ăn cách. Có nghĩa rằng là ăn cách từ 12 đến 14 tiếng. Ví dụ như là hôm nay á, thì chị ăn sẽ, cứ là chị ăn mình rất bình thường trong ngày luôn. Ví dụ như là hôm nay á, thì mình sẽ ăn khoảng lúc 7 giờ tối, thì ngày mai là 9 giờ sáng ngày mai chị sẽ ăn, hoặc là 7 giờ sáng ngày mai. Nói chung là ăn cách từ 12 đến 14 tiếng. Chị đang dùng cách đó và chị thấy là nó đang giảm được, nó giảm, nói chung là nó giảm rất chậm nha, nó giảm tầm 1 đến 2 ký thôi. Nhưng mà kiểu như là cái quá trình nó không có bị tăng lại, và mình cứ áp dụng cái cách đó, ăn cách đó, thì chị thấy rằng là nó có, nó giảm thật sự, và mình không cần phải là phải ép ăn rồi phải ăn ít á, thì không đến mức đó đâu. Có một câu hỏi của một bạn nữa rằng là em sắp tốt nghiệp bachelor hả bé? Dạ, thì hiện tại là em đã tốt nghiệp rồi, và bây giờ em đang chờ bằng thôi. Tại vì cái bằng của mình nó là bằng international, cho nên là mình phải chờ một cái bằng từ Malaysia chuyển về Việt Nam, kiểu vậy á. Chứ tốt nghiệp thì mình đã tốt nghiệp, mình already done tất cả mọi thứ rồi á. Mở một cái nhạc nhẹ nhàng để cho mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa ấy luôn. Giỏi quá. Trời ơi, hello bé Subi. Ủa rồi bây giờ sắp ra trường chưa? Hello hello. Dạo đây thì mình để coi có cái gì để mà hay để mà giới thiệu với các bạn. Dạo gần đây thì mình vừa đọc một cuốn sách. Đó là cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ. Từ mình đang tìm cuốn đó mình để ở đâu. Cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ. Không biết là mọi người có nghe đến cái gì không? À, bạn chia sẻ cách một câu hỏi. Hello bạn bạn H Phương 2209. Bạn nói rằng là bạn có thể chia sẻ về cách học tiếng Trung được không? Cháu ra trường lâu rồi chị ạ. Để coi chị, bạn chia sẻ về cách học tiếng Trung. Thì thực sự á, là cách mình học tiếng Trung đến hiện tại thì mới được có 2 tháng nha các bạn. Có nghĩa là 2 tháng thôi. Nhưng mà với cái lộ trình của mình á, thì mình mong muốn rằng là mình có thể học tiếng Trung lâu hơn. Cho nên là mình mong muốn là mình học trong khoảng là 1 đến 2 năm. Thì cái quá trình học tiếng Trung của mình nó kiểu như là nó cũng khá là gian nan. Kiểu như là sao ta? Thứ nhất á, rằng là mình tìm ban đầu cái quá trình học tiếng Trung á, thì đầu tiên là mình tìm tất cả những cái tài liệu liên quan tới tiếng Trung, ví dụ như là học giáo trình nào nè, đi chơi học giáo trình nào, rồi học như thế nào, rồi khi
trước khi khi mà mình học á, thì nó sẽ có những cái khó khăn như thế nào, thì mình đọc hết những cái đó, mình thấy là cái phần viết thì nó sẽ khó khăn ở đây, rồi phần nói thì nó sẽ khó khăn ở đây, và mình nghĩ là nếu mình học á, thì mình sẽ gặp những cái challenge như vậy ở trong cái quá trình mà mình học. Thì sau đó thì mình đầu tiên á, thì mình tìm một cô giáo dạy. Mình lên những cái trang, ví dụ như là những cái group mà học tiếng Trung mỗi ngày nè, học tiếng Trung tốt hơn, làm sao để học tiếng Trung thành thạo kiểu vậy. Nói chung mình lên group, sau đó mình tìm một giáo viên dạy tiếng Trung. Thì sau đó mình học xong á, ý là mình sau đó mình hỏi, mình tìm thông tin tất cả mọi người dạy tiếng Trung. Xong sau đó là người ta sẽ gửi cho mình về bằng cấp nè, rồi quá trình học nè, dạy, thời gian dạy như thế nào. Thì mình thấy là giáo viên nào ok thì mình sẽ học với giáo viên đó. Sau đến bây giờ thì mình đã học được 2 tháng rồi. Thì đây là một cái sách giáo trình chuẩn mà mình đang học tiếng Trung. Cái giáo trình này là giáo trình HSK. Thì giáo trình này á, thì mình thấy rằng là mọi người, đa phần những người học tiếng Trung thì sẽ đều học cái giáo trình này. Và nếu như học cái giáo trình này xong thì mình sẽ có thể đi thi được. Cho nên là mình đang học giáo trình này nha. Rồi học tiếng Trung thì các bạn cần phải siêng giúp mình, tại vì mình phải ngày nào mình cũng phải viết hết á. Đây đó, ngày nào thì mình cũng phải viết hết, cho nên là mình cảm thấy rằng là cái quá trình học tiếng Trung của mình thì nói chung là nó cũng hơi gian nan mà nó cũng vui lắm. Tại vì rằng là học một cái ngôn ngữ nó mới, mình thì là một người thích học về ngôn ngữ, cho nên là mình thấy học cái gì nó mới thì mình vui kiểu vậy. Nói chung là các bạn đừng, nếu mà muốn học thì phải học tới cùng, đừng bỏ cuộc. Tại vì hồi trước mình hay bỏ cuộc nhiều cái lắm, ví dụ như là mình học tiếng Anh được tới đâu cái mình thấy mình bỏ kiểu vậy á. Mình thấy mỗi lần khi mà mình bỏ, mình phải học lại từ đầu, mà học lại từ đầu thì nó mất rất là thời gian. Cho nên là mình đã, lần này thì mình mong rằng là mình học cho tới luôn, học cho cố gắng luôn kiểu vậy. Vậy đây, chị học và nhớ từ vựng như thế nào? Từ từ học và nhớ từ vựng hả? Có nghĩa rằng là thứ nhất là mình dùng 3 cái cách để mà nhớ từ vựng. Thứ nhất á, đó là tại vì thực sự á, nếu mà các bạn có cơ hội mà mình được đi giao tiếp với lại người nước ngoài á, ví dụ như là những cái bạn ở Trung Quốc á, thì mình sẽ giỏi tiếng Trung hơn. Nhưng mà ở với mình thì bây giờ mình đang bị lockdown, mình cũng không đi đâu được á. Thì cái cách để mình nhớ từ vựng á, thứ nhất đó là mình dùng flashcard. Nghĩa là cái flashcard này là do mình tự làm thôi. Mỗi ngày mình ngủ, nghĩa là mình đi ngủ, sau đó sáng mình dậy thì mình sẽ mở ra coi lại từ này là từ chia sẻ, từ này là từ từ gì ta, cung chùa, từ này là từ đấy. Cứ là mình nhìn mọi thứ bằng tiếng Trung chứ không phải nhìn bằng tiếng Việt nữa đó. Thì ngày nào mình cũng mang ra, ví dụ như sức khỏe thì là sân, thì rồi tua xảo kiểu vậy á. Rồi ví dụ như là tôi nhớ bạn thì là quả sẵn nè, tôi rất nhớ bạn là quả hình sẵn nè, quả hình ải nè, like that kiểu vậy á. Nói chung là ngày nào chị cũng mang ra. Mình cứ khi mà vừa học xong một cái bài á, thì mình sẽ dành 20 phút để mình ôn lại cái bài ngày hôm đó mình đã học rồi. Xong sau đó thì mỗi ngày, ví dụ như là sáng hôm sau, mình sẽ mở lại từ vựng, mình lại coi một lần nữa. Tại vì từ vựng nếu mà không học kỹ á, nó sẽ dễ quên. Cho nên là mình cứ học đi học lại, gọi là space repetition, là học cách quản. Cứ như là khoảng là bao lâu mình học một lần kiểu vậy á. Để tiếp coi nha, nãy giờ nói nhiều quá. Đây có một câu hỏi nè. Gì đây, chị Gon sắp lấy chồng rồi, khi nào tới chị? Chị chắc lâu lắm. Tại vì chị cảm thấy rằng là cuộc đời của chị cũng đang yêu đời lắm, cho nên là chị cũng lâu. Tại vì á, thật sự nha, với bản thân mình á, thì mình cảm thấy rằng là nếu mà mình có người yêu á, thì mình sẽ mong là mình sẽ cùng với người yêu của mình cố gắng nhiều thật nhiều á. Cho nên là lấy chồng thì chưa biết khi nào, nhưng mà để khi nào mình có thể là mình đi chơi nè, mình du lịch nè, rồi mình đi kết bạn học hỏi đủ thì mình mới nghĩ đến việc kết hôn, chắc là sẽ lâu á. Nhưng mà cũng không biết được, lỡ biết đâu gặp được người hợp lý thì lấy thôi. Đi coi, tiếng Trung cũng hao hao tiếng Việt đúng không em? Dạ, nó cũng có nhiều từ nó cũng có nhiều từ giống lắm, chứ không phải là nó khác đâu. Ví dụ như là 我学习汉语 là tôi học tiếng Trung.
Rồi, xin thiên của lại chia sẻ ý xìa và chú chỉ là ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu một chút về bản thân tôi và sư sĩ Hoàng Phi. Có một cái đặc điểm đó là bên tiếng Trung á với lại tiếng Việt Nam của mình nó rất là khác nhau. Ví dụ như là mình tên Trang đúng không, thì mình qua bên nước ngoài thì tên của mình sẽ là Trang chứ không phải là tên là Trang nữa, cho nên là mình quyết định rằng là mình lấy một cái tên tiếng Trung khác, tên của mình là Hoàng Phi thì dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Vương Phi. Nói chung là mình đổi tên luôn. Động lực nào khiến chị muốn học tiếng Trung vậy? Một cái động lực, nếu mà thật sự là không, một cái động lực khiến chị muốn học tiếng Trung đó là một ngày khi mà chị một buổi sáng chị thức dậy, xong sau đó là một buổi sáng mình vô tình thức dậy, sau đó mình lướt TikTok thì mình thấy có một bạn hát như thế này, why gì ta, he always say act like you but never, thì ta cái gì ta, bạn nó hát như thế này là he always say I love you but never. 您不能只是对我哭，对我笑，对我好，只需让我为你疯。Cái gì đó kiểu vậy, mình thấy mình nói ôi sao hát hay quá vậy, kiểu như lúc đó mình nghĩ rằng là ôi sao hát hay quá vậy, tại sao mình không học tiếng Trung để mình có thể hát được như bạn này luôn. Cái sau đó là chị quyết định là lên trên Facebook tìm tất cả những giáo viên dạy tiếng Trung và hỏi, sau đó hỏi về học phí, hỏi về tất cả, xong sau đó là tuần sau mình bắt đầu học tiếng Trung luôn. Nói chung là cũng không phải là gì, kiểu như là mình muốn là mình làm liền luôn chứ đừng có chần chừ gì hết. Vậy coi, em chỉ học nói thôi hay cả viết nữa, nghe nói viết tiếng Trung rất khó. Dạ em học viết luôn á, vừa nói vừa viết luôn. Tại vì thật sự khi mà tiếng Trung á thì nếu mà mình muốn học, tại vì học ngôn ngữ thì nó giống như là mình vừa học chữ viết mà mình phải vừa học everything about that, vừa học tất cả mọi thứ về nó luôn. Cho nên là em quyết định là vừa học nói vừa học viết luôn. Và mình cũng tìm hiểu thêm một chút về văn hóa của cái nước đó nữa. Để coi, chị có thể chia sẻ những trang hay, những kênh chị xem để tạo động lực được không? Một trong những cái mà để mình tạo động lực nhiều đó là những trang Facebook. Ví dụ như là kiến thức kinh tế nè, rồi kiến thức kinh tế nè, rồi đọc sách thì mình sẽ đọc sách về những cái tiểu sử của những người nổi tiếng, ví dụ như là Elon Musk nè, Bill Gates nè, hoặc là những bạn mà kiểu như là giỏi ở trên, ví dụ như là bạn Khánh Vy, không biết là các bạn có biết bạn Khánh Vy không, thì bạn Khánh Vy vừa mới được làm MC của chương trình đường lên đỉnh Olympia, thì mình cảm thấy rằng là mình rất là hâm mộ bạn đó, cho nên là mình cảm thấy là ok, nó cũng là một cái để cho mình cố gắng, mình tạo động lực, mình cố gắng thúc đẩy bản thân của mình nhiều hơn. Chứ hồi trước thật sự nha các bạn, hồi năm cấp 3 là mình không có học hành gì hết. Hồi năm cấp 3 là mình không có học hành gì hết nha. Hồi năm cấp 3 là mình chỉ có đi chơi thôi. Ngày nào mình đi học mình cũng đi chơi. Lúc thì đi học trễ, lúc thì đi chơi. Nói chung là mình còn trốn học nữa. Hoặc là... Vậy coi, chị hát hay quá ạ. Xia xìa. Xia xìa nỉ. Tim. Em thấy chị Trâm Ngô cũng học, hay chị có học chung không? Không, hay chị không có học chung, chị học khác. Chị học một cô giáo ở Hạ Long. Nhưng mà mình thấy nha các bạn, mình thấy thật sự nha, là học thông qua, mình cảm thấy rằng là cái kiểu như là innovation mà nó phát triển á, nó cực kỳ là một cái tốt luôn. Có nghĩa là mình có thể học với một giáo viên ở ngoài Bắc, hay là học giáo viên ở những cái trường, những cái đại học lớn á, vẫn có thể accessible, mình có thể tiếp cận với họ được luôn. Tự nhiên cái mình thấy rằng là cái việc mà công nghệ phát triển là một cái gì đó cực kỳ hay luôn. Mình có thể học với những cái giáo viên giỏi, không nhất thiết là những cái giáo viên mà ở gần với lại cuộc sống của mình, mà mình có thể học những cái giáo viên xa. Và trong đó thì chị đang học một cái giáo viên, cô đó dạy rất là hay á, kiểu như là rất là kỹ luôn. Chị Khánh Vy cũng là một người truyền độc lực lắm, đúng rồi chị đó. Bạn đó bằng tuổi mình đây. Bạn nó bằng tụi mình mà kiểu ok, rất là giỏi luôn. Chị Trang cao với nặng bao nhiêu mà dáng đẹp quá? Chị hả? Chị cao 1m63 và cân nặng của chị là cân nặng là 40, hiện tại bây giờ đang là 45 kg rưỡi. Hôm bữa là cân nặng của mình là 48 kg. Cái lúc đó mình cảm thấy là mình kiểu
Trời ơi, mình kiểu mình cảm thấy là mình cực kỳ mập luôn á, mình bực mập đến mức mà mình cảm thấy mình bực mình trong người luôn á. Tại vì với cái số ký của mình thì giữ tầm trung trung đó là ok rồi, cho nên là mình cứ giữ khoảng tầm là 44 đến 45 ký. Tiếp theo là hello anh yêu, hello em. Hello em yêu Nguyên Chi. Trang đang làm ở công ty marketing ạ. Không, bây giờ mình đang chuyển qua một công ty về năng lượng tái tạo rồi. Marketing thì mình đang làm, mình chủ yếu là build trên những cái trang mạng xã hội của mình thôi á. Tiếp theo. Để coi, em học giáo viên ngoài Bắc vì giọng chuẩn hơn đúng không em? Cũng không hẳn là giọng chuẩn hơn, em cũng không biết, nhưng mà em cảm thấy rằng là những cái giáo viên người Bắc á, người ta rất là tận tâm á, người ta kiểu là cực kỳ tận tâm rồi dạy rất là chi tiết và làm cái bài giảng nó dễ hiểu hơn. Thì nói chung là em không phải là em chọn gì hết, mà tại vì cái cô đó và em kiểu như là nó vô tình nó gặp nhau á, nó gặp nhau giữa cái dòng đời xô đẩy ở trên mạng xã hội thì vô tình gặp nhau, cho nên là mình học thôi, kiểu là mình có duyên thì mình học thôi. Với lại cô đó cái certificate cũng rất là ok, điểm cũng rất là cao. Hết câu hỏi rồi, buồn quá. Để coi. You want to wait, Andy? Hello. Có câu hỏi gì nữa không? Tự nhiên nãy giờ mình nói nhiều quá. Có thể hỏi gì ta? Chị thích sống ở thành phố hay sống ở Bình Dương? Với chị hả? Thì chị sẽ thích sao ta? Chị là người thích di chuyển, chị không thích sống một cố định một chỗ đâu. Cho nên là tự nhiên bởi vậy chị mới nói rằng là khi mà cái công nghệ phát triển á, nó thật sự là một cái hay, có nghĩa là mình có thể làm việc ở nhiều nơi á, không nhất thiết phải là ở một nơi. Cho nên là nếu chọn giữa thành phố và Bình Dương thì hai cái nó cũng xem nhau, tại vì mỗi cái nó có một những cái đặc điểm riêng. Nói chung là bên nào cũng thích. Tiếp nha. Bữa em thấy chị tính niềng răng, vậy chị có niềng không? Chắc là có, tại vì sau dịch, lúc mà chị đang tính niềng á, thì cũng là lúc mà bị lockdown tất cả luôn. Cho nên là chị sẽ niềng vào một cái khoảng thời gian khi mà mọi thứ nó bình thường lại á. Trang like xinh hơn trên hình nhiều. Không có đâu, do là filter thôi. Tự nhiên gọi cho mình sợ quá. Chắc đòi tiền học phí quá, mình chưa đóng tiền học phí nữa. Từ. Dạ alo chị. Dạ alo chị ơi. Hả? Đóng học phí hả? Ủa chị, vậy là bây giờ đóng học hè với lại đóng khóa luận hả? Đúng rồi. Đóng liền trước 5 giờ chiều ngày hôm nay nha. Bên kế toán mà họ báo với chị không nhận được nữa là chị hủy luôn đó. Ghê quá. Ủa chị, nhưng mà bây giờ đóng bao nhiêu em cũng không biết nữa, em quên rồi. 11.400. Ủa 11.400 là hết tất cả là khóa luận với lại cái môn MBU 3422. Dạ ok, 11.400. Dịch giả vậy mà còn đóng tiền nữa, mệt quá. Vậy em khỏi học được không? Không. Nói vậy thôi, khỏi học cách môn luôn. Nha. Yeah. Tí nữa em đóng nha. Đóng liền, gửi liền nguyên nhận cho chị nha. Dạ ok chị. Giờ phải đóng tiền thôi các bạn ơi, mình buồn quá. Đây có câu hỏi đây. Đúng là bây giờ cuộc sống. Please chat me, let chat Hồng. Coi, chị chia sẻ bí quyết. Đừng sẽ kể với các bạn một câu chuyện. Lúc nào mình cũng phải đóng tiền học trễ hết. Mình buồn quá. Hôm nay là ngày đóng tiền học rồi. Để coi. Chị chia sẻ bí quyết đi. Chị có thấy nắng coi.
chị ơi, chị có thể chia sẻ tiết học tiếng Anh được không? Vì em sắp tốt nghiệp mà vẫn không vô đầu được. À, em cảm ơn. À, sao ta? Tiếng Anh, để cái thời điểm mà mình học tiếng Anh là cách đây 4 năm. À, kì coi. Trời, sao nhiều vậy? Cái thời điểm tiếng Anh mà mình học cách đây 4 năm đó là cái thời điểm mà mình cảm thấy rằng là lúc đó mình bắt đầu học tiếng Anh thật sự. Tại vì thật sự là đến lúc mà năm lớp 12 thì mình nghĩ là mình không biết là trước đó là các bạn từ năm lớp 12 đổ lại thì các bạn có học tiếng Anh ok hay không. Nhưng mà với mình thì mình là một cái người từ năm lớp 12 đổ lại, mình kiểu như là học cực kỳ dở tiếng Anh luôn. Nói chung là mình không quan tâm học tiếng Anh chứ không phải là dở nữa. Xong sau đó thì một trong những cái mà mình cảm thấy rằng là tiếng Anh nó hay đó là mình find out ra được là khi mà mình tiếp cận với tiếng Anh thì mình có thể tiếp cận với rất nhiều cái nguồn tài liệu. Ví dụ như là nguồn tài liệu ở trên trường, trên trường nè, rồi mình xem những cái TED Talk nè, hoặc là mình xem những cái như là motivation speech, những cái motivation video á, thì mình có thể hiểu được một cái ngôn ngữ mới mà không phải là ngôn ngữ tiếng Việt. Thì sau đó thì mình cảm thấy rằng là thật sự cái việc học ngôn ngữ á, nó là một cái rất là hay. Thì sau đó là mình quyết định rằng là mình học tiếng Anh. Thì học tiếng Anh á, để mà cảm thấy nó hay thì mình phải tiếp ngôn ngữ. Nó giống như là một cái mà các bạn kiểu như là các bạn như là tiếng Việt với mình như vậy này nè. Thì nếu mà các bạn dùng nó để mà các bạn giao tiếp được với một người khác á, thì các bạn mới cảm thấy là nó có ý nghĩa. Còn nếu như mà mình học chỉ để rằng là mình thi á, thì mình cảm thấy nó cực kỳ áp lực luôn, mình cũng không biết tại sao nữa. Thì hôm nọ có một cái thì để mà học tiếng Anh á, thì nếu mà bây giờ học như vậy thì phải siêng một chút. Cứ một ngày á, thay vì như mọi người á, thì người ta sẽ dành 2 tiếng học tiếng, 1 tiếng học tiếng Anh, thì với bản thân mình thì mình phải học dành đến 3-4 tiếng học tiếng Anh. Kiểu như là mình càng tiếp xúc với nó nhiều, mình càng tiếp xúc với nó nhiều lên. Rồi tra những cái bài báo. Thì thay có nghĩa là lúc đó thì chị đã thay đổi thói quen của mình sang việc tiếng Việt thành tiếng Anh. Ví dụ như là mình muốn học giỏi tiếng Anh hơn thì mình sẽ rằng là thay vì mình search trên mạng rằng là học giỏi tiếng Anh hơn, thì mình sẽ search là how to learn English effectively, kiểu vậy á. Nói chung là train tất cả mọi thứ ngôn ngữ sang tiếng Anh để mà mình có thể tập trung nó hơn. Và hôm nọ mình kể cho các bạn nghe, và hôm nọ khi mà mình học một cái mình xem một cái vlog của bạn đó tên là Kira, bạn đó Kira, thì bạn đó có một cái trang, bạn đó có một cái YouTube tên là Hà Nội Chairman. Thì có một cái vlog bạn đó nói rằng là cái là one day speak only English, có là một ngày nói toàn bộ tiếng Anh. Thì khi đó bạn đó thức dậy, bạn đó nói là hello everyone, so today for this vlog I'm trying to speak only in English. Sau đó thì bạn đã dùng một ngày, even là người khác nói tiếng Việt hay không thì bạn đã vẫn dùng tiếng Anh. Kiểu như mình cảm thấy là nói thực sự để mà nói tiếng Anh á, mà các bạn nói kiểu như là daily basic hàng ngày á, thì nó rất là dễ. Mình không cần phải nghĩ rằng là phải chia động từ như thế nào, phải nói như thế nào, mà các bạn kiểu như là nói một cách bình thường. Ví dụ như mình nè, mình sẽ nói ví dụ như là So in this video I will give you some tips to learn English more effective, or will give you my experience on learning English. Kiểu vậy á, thì mình sẽ, có nghĩa là mình sẽ tập nói tiếng Anh. Khi mà mình tập mình nói thành một cái ngôn ngữ thì tự nhiên mình cảm thấy là cái việc học tiếng Anh nó hay hơn, thì mình sẽ học nó nhiều hơn. Thôi, tự nhiên bị đòi tiền học phí xong rồi mình buồn quá các bạn ơi. Mình đang ngồi vui vẻ xong tự nhiên, tại vì mình là một đứa phải tự, mình là kiểu mình phải tự đóng tiền học, cho nên mình buồn quá. Ok, hôm sau. Chị thi IELTS chưa? Chị thi ở đâu? Chị chưa thi IELTS nhưng mà hết dịch chị thi. Quyết tâm lần này phải đi thi mới được, lần này phải là đóng tiền trước xong rồi mới thi xong. Tại vì
mình thi để mình biết được là nó như thế nào. Chứ kiểu như là chị hay bị sợ, chị hay bị sợ là đắt quá thi rồi lỡ mình không thi được điểm cao thì như thế nào. Nhưng mà thực sự rằng là phải thi thì mới biết nó như thế nào, cho nên là quyết tâm lần này sẽ thi thôi. Thật sự là nói đến bây giờ thì mình đã ra trường rồi á, thì mình cũng không biết rằng là cái bằng tiếng Anh thì nó có nói chung thì mình vẫn cứ thi, tại vì mình cảm thấy rằng là mình cũng tiếng Anh của mình cũng ok á, thì mình sẽ cố gắng mình thi. Tại vì cái một cái bằng IELTS thì nó rất là nhiều lợi, tại vì mình có thể xin học bổng được, hoặc là mình có thể đi du lịch nước ngoài, mình có thể đi xin visa được. Nói chung mà nó là một cái base rất là tốt, tại vì nó thiên về academic chứ không phải là general English nữa rồi. Cho nên là mình cảm thấy rằng là nếu mà các bạn nào mà còn nhỏ tuổi hơn mình, hoặc là các bạn đang học đại học á, thì các bạn cứ nên có một cái bằng IELTS kiểu vậy. Cố lên gắng thi đi. Trang sinh viên năm mấy, học trường nào? Hiện tại thì mình đã ra trường rồi, năm nay mình đã ra trường rồi bạn ơi. Bây giờ mình năm nay đã 22 tuổi, mình cảm thấy được sự già nua của mình quá. Oh no. Để coi. Chị ơi, em muốn đi chụp ảnh giống chị mà bây giờ không, em không quá hot, có hướng nào ok không ạ? Em cảm ơn chị. Nếu mà không hot thì phải xin. Có rất nhiều bạn nói là muốn đi chụp nhưng mà bây giờ không biết làm như thế nào, thì các bạn chỉ cần xuyên, thứ nhất là các bạn cũng phải có một cái visual tốt á, tại vì kiểu như là cái khuôn mặt của mình cũng phải là khả ái để cho người ta cảm thấy thích mình. Thứ hai là mình phải có một cái style ok. Thì nếu mà muốn đi chụp á thì mình phải xuyên chụp. Nói chung là cái gì nếu mà muốn, các bạn muốn nâng cái level các bạn lên, các bạn phải làm nó thường xuyên. Ví dụ như là các bạn muốn chụp hình đẹp thì chắc chắn là các bạn phải chụp hình thường xuyên để các bạn lấy được cái thần thái nè, các bạn nghĩ ra được cái cách tạo dáng mà không phải là mất quá lâu thời gian. Cho nên là các bạn phải đi ra ngoài đường chụp nhiều lên, chụp để cho người ta cảm thấy rằng là trong rất rất là nhiều người chụp ảnh thì bạn có một cái style, một cái different, một cái gì ta, phải gọi là một cái point, một cái điểm đặc biệt của bạn á, để mà nhãn hàng hay là những cái fashion brand gì đó người ta sẽ chú ý tới bạn. Cho nên là mình nghĩ rằng là phải siêng năng lên một chút đó. Thì sau hết dịch thì các bạn có thể ra đường chụp hình nè, các bạn có thể đi đây đó chụp nè, đầu tư hình ảnh một chút. Đầu tư hình ảnh, ví dụ như là đầu tư hình ảnh thì đầu tư thế nào, các bạn phải có tiền một chút, tại vì phải có tiền thì mới có tiền mua đồ, hiểu không? Kiểu như vậy, phải có tiền thì phải bỏ tiền ra một cái thời gian đầu tiên, rằng là mình phải mix and match như thế nào, mình dạy như thế nào, mắc ký như thế nào, thì sau đó các bạn sẽ có một cái phong cách riêng của mình. Thì các bạn chụp hình thì khi đó thì cái brand nó mới bắt đầu để ý tới mình được. Cho nên là phải cố gắng, phải có sự đầu tư về bản thân nhiều á. Chị có để tóc ngắn ngang vai bây giờ chưa? Rồi, chị để tóc ngắn rồi, chị để tóc ngắn ngang vai tới đây. Nói chung thì khuôn mặt nó cũng như vậy thôi, nó cũng không thay đổi gì mấy. Chị Trang sinh năm bao nhiêu vậy? Chị sinh năm 99. Ôi, nay chị già lắm rồi. Sao mình có thể già như vậy ta? Buồn quá. Chị Trang, bạn chị Trâm, hai chị dễ thương quá, cảm ơn em rất nhiều tiên. Chị học tiếng Anh được bao lâu mà nói tiếng Anh hay thế? Không, tiếng Anh của chị rất là bình thường. Chị, những cái từ tiếng Anh của chị dùng nó rất là basic, nó rất là thường ngày, thích là nói thôi, chứ nó không có kiểu như là academic. Thì academic là sao? Academic có nghĩa rằng là, ví dụ, thay vì các bạn nói rằng ê, mày ơi, tao thích, tao thấy mày vui vẻ quá, thì các bạn sẽ phải nói academic như nè: ôi, tôi thấy bạn thật là vui vẻ, tôi nghĩ rằng trong cuộc sống của bạn chắc có nhiều niềm vui lắm. Thì đó chính là ngôn ngữ của IELTS. Có nghĩa rằng là nên là chị thì thuộc dạng như là nói tiếng Anh theo cách general, bình thường, cuộc sống daily basic, bình thường hàng ngày. Nhưng nếu mà các bạn muốn học IELTS thì các bạn phải hoa văn màu mè lên. Ví dụ như là các bạn hỏi mình rằng là ủa, chị tên gì, thì mình sẽ nói rằng là mình tên Trang. Nhưng mà không, English như thế này: tôi, bạn có thể gọi tôi là Trang, và bản thân của tôi là ai, tôi học trường nào, tôi thích cái gì, hobby của tôi là cái gì. Thì cái đó mới là, cái đó kiểu như là, cái đó là academic English á. Mình cảm thấy cái đó nó dài dòng lắm, mệt lắm. Nên là các bạn cứ nghĩ tiếng Anh nó đơn giản bình thường, nói chuyện như là mình đang nói chuyện với các bạn nè, nhưng mà bằng tiếng Anh thôi. Xuyên chụp, đúng rồi, phải xuyên chụp hình nha, phải xuyên chụp hình. Nói chung là ngày nào cũng đi chụp đi, nói chung là phải xuyên chụp hình nha. Quê chị ở Bình Dương luôn hả? Không, quê của chị ở Nam Định. Quê của chị ở ngoài Bắc á, không phải là ở trong này. Răng khảnh của em đáng yêu quá. Ôi, cảm ơn tao Nga nha.
không biết phải đọc, ê, không biết có đọc đúng tên không nha, nếu mà đọc sai tên thì cho mình xin lỗi. Trời sao mình khùng quá. Không phải, tự nhiên nói chung là cái tính của mình đó nó khùng tới giờ rồi. Gì đây, Mạnh Quân Sian. Dạ tim. Trời ơi mọi người hỏi mình tiếp đi, giờ này đang có hứng nói chuyện quá, hỏi gì cũng trả lời hết á. Phải mở một cái nhạc relax nè, thấy chưa. Giờ này mình thích nghe nhạc của Lisa Blackpink. Lisa Money đi. Then so money. Vậy đây, hồi nhỏ em ở ngoài Bắc, sau này lớn lên vào miền Nam à em? Ồ không, em ở trong Nam từ nhỏ. Em ở trong Nam từ năm lớp, từ năm 3-4 tuổi rồi. Cho nên là em cũng thuộc rồi, người thuộc tiếp người Nam. Nhưng mà em vẫn giữ những cái phong tục tập quán ở ngoài Bắc. Tại vì mỗi năm nhà em đều có việc quê hết á. Từ mình là kiểu người thích nói nhiều á. Uống nước rồi nói tiếp chị ơi. Đúng rồi, nhưng mà thôi chị cũng không có nước ở đây nữa, phải đi ra ngoài lấy lười lắm. Từ để tiếp coi coi. Gì đây, chị ơi chị học đại học mà make up có gì đây. Chị ơi học đại học mà make up có được không? Ôi thoải mái vô tư em ơi. Đại học thì chị còn thấy có nhiều trường á, người ta cho mặc quần ngắn nữa. Nhưng mà chị thì cũng không recommend các bạn học mặc quần ngắn đi học. Tại vì nhìn nó kiểu rất là kỳ kỳ á. Chị đang học tiếng Trung ở đâu vậy? Chị share về nó đi. Thank you chị rất nhiều. Sorry. Tại vì chị thấy cái chữ vậy nha. Chị đang học tiếng Trung ở một cô tên là Dung Ngô. Dung Ngô. Nếu mà tí nữa thì xong á thì chị sẽ... xong thì chị sẽ thử share lên story nha. Tại vì có quá nhiều bạn hỏi á. Chị đang học mà học online, học hình thức online nha. Học hình thức online. Mỗi ngày chị sẽ học vào thứ 3, 5, 7 là tối nay chị có lớp nè. Hôm nay là thứ 5 đúng không? Là 3, 5, 7. 3, 5, 7 học. 3, 5, 7 thì học hàm mỗi lớp là học 1 tiếng rưỡi. Là học từ 8 giờ rưỡi tới 10 giờ. 3, 5, 7 nha các bạn. Thì học như vậy á. Nói chung là thấy học hình thức online thì nó cũng ok la. Tại vì kiểu như là mình không phải mất thời gian di chuyển nè. Cũng không phải mất thời gian đi đây đi đó. Nói chung là nó cũng ok. Ôi nhiều câu hỏi quá. Chị tiêm đủ vaccine chưa? Ôi chị chưa. Chị chưa tiêm đủ vaccine nha. Chắc là sắp rồi đó. Không biết chừng nào tiêm đủ vaccine nữa. Chị chia sẻ cách nói tiếng Anh tốt đi ạ. Ôi cách nói tiếng Anh tốt hả? Trời ơi chị nói tầm bậy không à, chứ không muốn biết nói nhiều luôn á. Trời ơi sao mình nói được tiếng bậy ta. Ok thì bây giờ nói tiếng Anh tốt đúng không? Nói tiếng Anh tốt thứ nhất á, rằng là xem mấy cái bộ phim, thứ nhất là xem vlog nào mà có tiếng Anh á, coi mấy cái đó dễ nói lắm. Hoặc là mình tìm một cái người bạn nước ngoài. À ngày xưa có một cái mà để chị nói tiếng Anh ok được đó, đó là chị đi du lịch nước ngoài mà chị đi một mình nè. Chị không có đi với ai hết, chị đi một mình. Cái câu chuyện này chắc cũng là nhiều người biết rồi, nhưng mà bây giờ cũng kể lại một lần nữa. Đó là chị đi du lịch nước ngoài và chị đi có một mình thôi. Tại vì mình nghĩ rằng là nếu mà đi với bạn bè á thì mình sẽ nói chuyện với nó, mình sẽ không nói chuyện với người nước ngoài. Cho nên là chị quyết định rằng là đi du lịch một mình. Chị quyết định là chị đã đi du lịch một mình đến một đất nước xa xôi. Thì khi đó mình tự nhiên là cái bản năng của mình á, là mình bắt buộc phải nói tiếng Anh. Đó, thì mình cứ qua đó mình nói lại là hello, I'm come from Vietnam. Cái nó kêu là sao kiểu vậy á. Xong rồi mình sẽ nói là I'm travel here alone. So can you help me to find some places like that, kiểu vậy á. Thì mình sẽ hỏi ở đâu thì mình nó trả lời cho mình. Rồi cái nó hỏi mình là cái nó sẽ hỏi mình là ủa mày thấy đèn mình hả? Cái mình sẽ nói là yes, I'm just come here alone. Cái nó kêu là ủa mày là con gái nhưng mà sao mày đi mình? Cái mình kêu là yes, I think our travel alone is really interesting. Cái mình nói rằng là ta cảm thấy đi du lịch mình cũng thú vị mà, cũng vui mà. Ta có cơ hội được được khám phá nhiều nơi và ta có thể kết bạn được nhiều người. Thì mình nói rằng là yes, I think that từ coi. Cái mình sẽ nói là I find travelling is really interesting. I can make friends
I can make friends and kiểu như ý là mình nói là mình có thể tự mình có thể nói là mình make friends yet and I can't easy to know more about your culture, your country, your people like that. Cái người mình nói vậy á, cái là mình nói đại đi, với là mình nói con người, rồi mình nói về culture, custom. Nói chung là cái travel thì nó là một cái chủ đề rất là dễ nói. Chị có thể share kinh nghiệm xương máu khi đi chụp ảnh của chị được không? Trời ơi, kinh nghiệm xương máu nghe ghê quá. Kinh nghiệm xương máu hả? Kinh nghiệm xương máu ví dụ như là các bạn đi chụp hình á, các bạn nhìn nè. Kiểu như là mình làm sao bằng mặt ngầu ngầu lên, kiểu là cái mặt giỡn giỡn như vậy á, không đi chụp hình được đâu, cái mặt các bạn phải ngầu lên. Kiểu vậy á, đó. Kiểu như là cái mặt mình sao mà ngầu ngầu lên, rồi mấy cái mood vui tươi thì mình cười. Đó, cười ha 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 ha. Thôi ví dụ như là cầm sản phẩm này thì mình cứ đó, bây giờ đó. Đó, là ra một bức hình. Mà nói chung là nó cũng còn nhiều nhiều cái tác động mà, ví dụ như là về ánh nắng rồi này nọ nhiều lắm. Cái gì đây? Thế ở trong nhà mỗi người có mình em giọng Nam không? Em nói được giọng Bắc. Thật sự là giọng Bắc của em thì nó không ok lắm nha, nhưng mà em vẫn nói được một chút. Có nghĩa rằng là mình thì không phải là người, mình thì thật sự là quê mình sinh ra ngoài Bắc á, nhưng mà mình không hẳn là nói tiếng tiếng Bắc 100%. Mình có thể nói được tiếng Bắc nhưng mà không phải là nói 100%, và mình cũng không phải là giọng Hà Nội á. Chứ là kiểu như là mình train một chút cái action á để mà mình ra cái giọng đấy thôi. Ôi, cái gì này? Đứng lại. Nhiều chương trình quá. Chị có đang học lớp online nào không? Chị đang học lớp online hả? Nhiều. Có, chị đang học lớp online một cái lớp tiếng Trung. Và bên cạnh đó nữa thì chị có đang học, nếu mà các bạn biết á, về những cái trang ví dụ như là EDX nè, Harvard Business School nè, hoặc là những cái university nào bên Đức có quên rồi, hôm mà chị mới học một cái bài về sustainable development thì nói chung là chị thấy rằng là cái suộc với là cái tài liệu ở trên mạng xã hội rất là nhiều. Nói chung là mấy bạn muốn học cái gì cũng được đó, hoặc là các bạn có thể tham gia một cái lớp được gọi là mass ở gì ta, slide share thì trên đó nó cũng có nhiều lớp học lắm, vui lắm, nhưng mà học nhiều quá mệt, lười lắm, chị lười lắm, lười biết học lắm, ngồi nói chị nhảm gì thì được. Chị cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu mà nhìn chị ốm quá vậy? Chị cao bao nhiêu ta? Trời, tự nhiên mình bị, chị cao 1m63, nặng 45kg. Má sư tiện. Tóc chị thường là hay là uống kiểu vậy? Tóc của chị hả? Tóc của chị là tóc bình thường, không có uống gì đâu. Đó. Nhiều người câu á, nhớ Thanh Trang thật sự. Ôi, tôi cũng nhớ Hoàng Hải Trương quá. Tim. Trời ơi, tôi nhớ Tim Moa thật sự đó. Quê ở chỗ nào mà miền Bắc đấy Sunny? Quê của mình là ở Nam Định. Nam Định xong rồi đến Ninh Bình, xong rồi đến quê gì của Sơn Tùng ta? Quê của Sơn Tùng là quê gì? Tức quá. Quê này Sơn Tùng là cũng là Bình. Cái gì? Mồ hôi rơi, tức quá. Trang hiện có kinh doanh không? Chị chia sẻ một chút khi mới bắt đầu đi. Không, hiện tại thì chị không có kinh doanh gì hết, chị đang đi làm thôi à. Nhưng mà sắp tới thì chị có kinh doanh về, chị đang muốn kinh doanh, đang học hỏi để muốn kinh doanh về một mảng, đó là perfume, nước hoa. Kiểu như là mình thấy nước hoa nó hay hay sao á, tự nhiên mình đọc về nước hoa nhiều á, mình đọc về những cái bài liên quan đến nước hoa, về những cái dạng như là những cái cảm nhận về khi mà xem nước hoa thì mình thấy rằng là nó hay á, cho nên là mình cảm thấy là mình đang muốn làm. Nhưng mà nói chung là sau này khi mà mình cảm thấy rằng là cái business của mình nó có ok á thì mình sẽ chia sẻ, còn bây giờ thì mình thật sự là mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm cho nên mình cũng không dám chia sẻ luôn. Tiếp, em thấy cuộc sống ngoài Bắc ra sao? Dạ, cuộc sống ngoài Bắc nó cũng khác cuộc sống ở trong Nam, mà nó là khác. Nói chung là nó khác cũng nhiều á, thì em thấy vậy. Chị ơi, chị review về laptop chị đang xài. Đây là laptop mình đang xài nha các bạn. Trời ơi, rất là yêu thương các bạn luôn. Đây. Tên.
Đó. 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 Thì đây là laptop của mình đang xài. Hồi trước á, mình mua. Tại sao mình mua lại laptop này? Laptop này là MacBook Pro 2020. Cái này là MacBook Pro 2020. Nó có cái tab 3 đây nè. Đó, các bạn thấy chưa? Nó có tab 3 đây nè. Kéo qua kéo lại, kéo qua kéo lại. Sao kéo không được vậy ta? À, phải có Touch ID. Đó, mình phải bấm vô. Nó. Đây là cái laptop của mình. Thì nó cũng bình thường như những cái laptop khác thôi. Thật sự là chắc là mình sẽ không tận dụng hết được cái laptop, cái laptop của mình hay sao á. Thì nói chung là mình thích MacBook bởi vì là mình là một ca, mình là một người yêu những cái sản phẩm của Apple, cho nên mình muốn MacBook. Với là cả bạn bè của mình mua MacBook cho nên mình mua MacBook. Để mà nói là cái chức năng của nó thì mình nghĩ rằng là MacBook thì nó sẽ làm kiểu như là design ok hơn là những cái sản phẩm khác. Nhưng mà mình thấy những sản phẩm của iZest rồi nó cũng ok lắm. Cho nên là mình thấy cái này thì mình mua với giá là 30 triệu. Mình mua cái này không có phải là mình mua đâu, mà là hồi trước mình xài một cái MacBook Air. Một cái MacBook Air lúc đó là mình mua 2. Trời ơi, tự nhiên cái này nó nhìn cái mặt mình ghê quá, bực mình quá, nhìn lấy à, sao nó bị gì vậy, tức quá. Rồi mình mua cái MacBook này á, thì tại vì do là cái MacBook cũ của mình bị ăn trộm cho nên mình mới phải mua cái MacBook này, rất là mắc tiền luôn, không mắc tiền với mình thôi. Mình cũng đang học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Thái và cũng đang muốn học tiếng Trung. Wow, bạn giỏi quá, sao bữa đi ha. Khun sà bay đi mày. Đó có nghĩa là khun sà bay đi mày, có nghĩa rằng là mày có khỏe không. Đó là câu mình được học ấy. Gì đây? Nhưng hơi bận nên trình hơi kém, không nói được như Sunny. Ôi bạn nói tiếng Anh, mày học quá nhiều ngôn ngữ đi. Ước mơ của mình cũng học, muốn học được nhiều ngôn ngữ lắm, nhưng mà mình cũng không học được nhiều như bạn. Mình cũng muốn học được, học nhiều ngôn ngữ luôn. Một trong những, tại vì đó, hồi trước đó, là mình đi du lịch Thái Lan. Mà khi mình đi du lịch Thái Lan á, thì mình lên Google mình học là học Thái, học tiếng Thái, xong rồi mình sau đó mình học được là sa bai đi khun sa bai đi mày. Cái mình qua đó mình cứ sa bai đi khun sa bai đi mày kiểu vậy á. Mình biết được đúng hai câu luôn. À, với lại giới thiệu tên nha, nụ sư cà tai. Tại mình qua đó mình có một người bạn là mình qua đó mình có một người bạn ở Thái Lan, cho nên là bạn đó gọi mình tên là Katai. Katai dịch ra tiếng Việt có nghĩa rằng là con thỏ. Thế là mình kêu là khun sà bay đi mày. Mình qua đó mình cứ nói là sà bay đi nũ sư cà tai. Nũ sư cà tai là tôi tên là cà tai, kiểu vậy á. Bạn có chế độ luyện tập ăn uống gì không? Không. Không, thật sự là mình có chế độ ăn uống, đó là mình cắt giảm tinh bột và mình uống nước nhiều. Tại vì mình cứ hay uống nước trước khi mà cái giờ ăn á, một tiếng, để cho mình cảm thấy là no bụng. Xong sau đó là mình không có ăn cơm nhiều. Và thứ hai nữa mình ăn cách 12 đến 14 tiếng. Có nghĩa rằng là tối hôm nay mình ăn 7 giờ thì ngày mai mình sẽ ăn lúc 7 giờ sáng, ngày mai hoặc là 7-9 giờ tối. Kiểu vậy á. Thì mình thấy là cái cách đó giảm cân khá hiệu quả, mình cũng không cần phải trời ơi. Tiếng Thái nói buồn cười lắm. Đúng rồi. Có nghĩa là để mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ngày hôm nay mình có hứng quá, mình ngồi kể hoài luôn. Hôm nọ mình có nghe một mà có nghĩa là khi mà mình đi qua nước ngoài á, thì mình đi qua Thái Lan á, thì giống như là ở bên đó nó sẽ có một cái đường, rất là có một cái đường nổi tiếng, ví dụ như là cái đường đó gọi là mình sẽ, khi mà mình đọc ở Việt Nam mình đọc là Ratchathewi. Có nghĩa là cái đường đó tên là Ratchathewi. Một cái đường khác nữa là các bạn cũng rất là nổi tiếng, đó là đường Cao Sản. Thì khi ở đó mình nói là mình nói với lại cái anh police đó là can you show me the way to Ratchathewi, Ratchathewi Road. Cái nó kêu hả, Ratchathewi là gì, cái là nó kêu hả, Ratchathewi là gì, nó không hiểu. Mình nói là cái mình phải đưa cái điện thoại cho nó, mình kêu là mình đưa cái điện thoại cho anh đó, mình nói là this road that Ratchathewi. Nó kêu là ồ, rạch cho theo quy trọt. Kiểu mình kiểu là sao ta. Còn ví dụ như là cao sản á, thì các bạn phải nói là cao sản trọt. Nói như vậy mới đúng nha.
Cho nên là một cái trong những cái mà mình cảm thấy mình không có quên được Thái là bởi vì con người rất là vui á, kiểu mình đi mình cười hoài luôn. Mình đi con mình à. Rạch chết huyệt, drot. Khao sản, drot. 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 Em bé hay béo. Hello, 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 hello. Ngày hôm nay thì mình nói hơi nhiều nha. Hello bà Hiền Tini, tôi thấy bà coi của tôi rồi nha. Nhìn chị cứ năng động, đáng yêu, vui vẻ như thế nào á. Ôi, cảm ơn em. Trời ơi, có nghĩa là cái tướng của chị á, là đôi lúc chị cũng bình thường, nhưng mà đôi lúc chị cũng bị khùng lắm. Mà chị bị khùng từ nhỏ rồi. Kiểu như đây mới thật sự là cái tính của mình á. Chứ còn cái tính của mình, cái kiểu nghiêm túc á, thì đôi lúc mình cũng nghiêm túc lắm. Nhưng mà vì cái tính thì mình là một người kiểu như là vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện nhảm nhảm gì thì mình khoái lắm. Hay chào nha. Ôi, mình chào bạn. Chị làm lookbook từ lúc nào? Chị làm lookbook từ cuối năm ngoái. À không, cuối năm 2019. Cuối năm 2019 đến nay là gần cuối năm 2021, là gần được 2 năm rồi. Trời đất ơi, cũng lâu quá. Nhưng mà dịch là hết, muốn hết 1 năm rồi đó. Dịch muốn hết 1 năm là ở nhà 1 năm rồi đó. Buồn gì đâu. Ôi buồn, nó buồn gì đâu quá. Hello. Đó, mình vẫy tay với các bạn rồi, thấy chưa? Giờ hỏi cái gì mình cũng nói được hết trơn á. Không, cái này là nổ. Cái này là nổ. Hỏi cái gì vui vui thì nói được. Còn hỏi cái gì, để coi. Chị có thể share những sản phẩm trị khô da tay không? Ok, đây có luôn. Đây là cái sản phẩm này. Nó cũng không hẳn là trị khô da tay đâu, mà nói chung là nó là sản phẩm dưỡng ẩm á. Chị thấy nó là dưỡng ẩm, kiểu như là mỗi ngày á, chị hay thức dậy xong sau đó chị lấy một cái lượng ít nhỏ, xong sau đó là chị sẽ ấy lên tay như thế này nè, rất là ít thôi. Mà cái này nó thơm cực kỳ luôn, nó rất là thơm. Nói chung là cái sản phẩm này nó cực kỳ thơm luôn á. Khi mà cái này là chị mua, khi đó là chị mua cái sản phẩm này á, là nó chung với lại một cái chai nước hoa. Cái chai nước hoa nó tên là Bua XS luôn. Mà xài hoài không hết tại vì nó thơm quá. Nó thơm. Đó, chị khô da tay. How to learn Thai? Oh, trời ơi. How to learn Thai hả? I learned in a video on YouTube. Yes, just for Thai communications. Cái mình lên học ví dụ như là hello là sawadika. Sawadika rồi how are you là khun sabai di mai. Khun sabai di mai. Sabai di. Sabai di là tôi khỏe. Làm sao để tạo dáng một cách tự nhiên chứ ông kính? Làm sao hả? Là phải tạo dáng nhiều á, tạo dáng nhiều thì nó mới quen được. Còn không á, nhiều chị nè, ví dụ như là nhiều lúc bây giờ chị tạo dáng chị cũng đơ 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 mà kiểu, nhưng mà đừng có để cái mặt mình đơ, mình phải nhìn nó thẳng vô mắt kính, kiểu như là vậy nè, kiểu vậy á. Nhưng mà có nhiều người đẹp tại hay lắm, của chị thì không là hay lắm. Có nhiều người hay lắm kìa, nhìn một cái là muốn chết người luôn á. Chị lúc bốn chị tạo dáng ha, hay được hướng dẫn không? Không, không hay được hướng dẫn đâu. Tạo dáng là tự học á, với lại các bạn có thể tự coi trên YouTube, chứ không có ai chỉ dẫn đâu. Mấy khi stylist đồ thật sự người ta cũng chỉ, nhưng mà nó không có chỉ nhiều đâu. Thật là do là mình phải tự chủ động làm tất cả. Chị xử lý long body như thế nào? Long body hả? Long body thì thứ nhất á, là mình có thể tẩy lông. Mình có thể đi triệt lông á các bạn. Các bạn đi triệt lông ở những tiệm máy. Còn bây giờ thì không đi triệt lông được. Thì các bạn có thể ví dụ như là các bạn mua những ở bên Gillette á, thì người ta có bán một cái sản phẩm rằng là cạo lông, kiểu như là cạo lông cho vùng kính nè, kiểu vậy á. Thì mình thấy là những cái dao cạo của Gillette á, nó không có gây những cái tình trạng ví dụ như là gây tình trạng mà bị đứt da kiểu vậy á. Cho nên là mình thấy là những cái, các bạn có thể tham khảo những cái sản phẩm của Gillette về cạo lông da
Làm sao để học tốt tiếng Anh như chị? Học tốt tiếng Anh nào? Thứ nhất á, là không có dùng điện thoại nhiều. Thứ nhất là không có dùng điện thoại nhiều mà coi YouTube nhiều. Tại vì cái điện thoại nó rất là nguy hiểm. Chị cảm thấy là cái điện thoại nó cực kỳ nguy hiểm. Cho nên là mỗi lần mà chị muốn tập trung làm cái gì á, là cái điện thoại mình để rất xa mình luôn, mình không có để gần mình đâu. Kiểu vậy á. Nói chung là muốn học tốt thì phải quyết tâm. Các bạn phải quyết tâm cực kỳ. Và các bạn ví dụ như là thay vì lúc trước á, các bạn dành khoảng như là 2-3 tiếng để học tiếng Anh, thì bây giờ các bạn nâng lên, các bạn học 5 tiếng tiếng Anh đi, thì thế nào nó cũng tốt. Mình nghĩ vậy. Nói chung là cứ nâng lên 5 tiếng học tiếng Anh. Nhưng mà muốn tìm cái tài liệu gì á, thì tìm bằng tiếng Anh luôn. Ví dụ như là muốn nói rằng là bây giờ mình mới bị chia tay người yêu đúng không, thì thay vì các bạn lên nói là làm sao để hàn gắn được cái vết thương sau khi mà bị chia tay á, thì các bạn có thể nói là how to heal your hurt, kiểu là nhạc healing, rồi hoặc là music for healing, kiểu vậy. Nói chung là những cái gì mà chữa tâm hồn của mình á, kiểu vậy, phải không ta? Hoặc là làm gì sau khi mà bị hurt broken, kiểu vậy á. Nói chung rằng là thay vì các bạn trước giờ các bạn học tiếng Anh, ví dụ một ngày các bạn dành khoảng 1 tiếng học tiếng Anh, thì bây giờ các bạn nâng lên 2 tiếng. Mới như trước giờ các bạn đang học 2-3 tiếng mà các bạn chưa thấy có hiệu quả, thì nâng lên tiếp 3 tiếng. Nhưng mà không được sử dụng điện thoại nha. Học thì các bạn phải dành 100% tập trung cho nó luôn. Các bạn đừng có dành thời gian để mà các bạn kiểu như là khi mà các bạn dễ bị distraction bởi những cái ví dụ như là technology này, những cái điện thoại nè, hoặc là những cái tin nhắn của ai đó đến á, thì các bạn để mà các bạn cảm thấy học được hiệu quả 100% á, thì các bạn nên tắt, turn off hết tất cả những cái thiết bị điện thoại của mình để mà mình có thể tập trung cho một cái việc gì đó, làm 100% cho cái việc đó, thì nó sẽ dễ mang lại hiệu quả cho các bạn hơn. Sao mà cười hoài vậy, có gì đâu mà cười. Công nhận mình nói nhiều thiệt á. Trời đất ơi. Hello mọi người còn hỏi gì nữa không? Hả? Thế giờ sao chứ? Hello. Ủa nhưng mà có đặt câu hỏi được không ta? Hình như có đặt câu hỏi ở đây được hay sao? Hình như là mình có thể đặt được câu hỏi ở chỗ này nè các bạn. Mình không biết là các bạn có thể đặt được câu hỏi không. Hồi nãy mình thấy có người đặt câu hỏi á. Type the question gì đó. Gì đây? Bạn tên gì vậy? Trời đất ơi. Giống làm quen tuổi mới lớn quá à. Bạn tên gì vậy? Bạn đang làm gì? Bạn ăn cơm chưa? Trời đất ơi. Bạn tên gì vậy? Bạn hay mặc đồ của Ruby không? Cho mình xin tí review. Mình rất là hay mặc đồ của Ruby và mình chuẩn bị mua thêm một ít đồ nữa từ Ruby luôn, cho nên mình thật sự á, mình thấy là Ruby bán đồ rất là ok luôn á, kiểu như là bán về chất vải nè, bán về đường kim mũi chỉ, rồi bảo hành, nói chung là tất cả mọi thứ rất là ok, cho nên là các bạn có thể thoải mái chọn đồ của Ruby. Mình cảm thấy đó là một trong những cái brand mà bán đồ vừa rẻ vừa chất lượng, nói chung là rẻ lắm. Từ Ruby mình thấy kiểu nó rẻ mà chất lượng á. Không biết từ nãy giờ mình like được bao nhiêu phút rồi ta. Trời ơi, cần cái tiếng đồng hồ thì chứ. Nói dữ ta. Cần một tiếng đồng hồ. Trời đất ơi, bạn tên gì thế? Đi vô coi live mà hỏi tụi bạn tên gì thế? Mình tên là No Name. Khóa học tiếng Trung đang học bao nhiêu? Khóa học tiếng Trung của mình đang học thì là mình học 2.020.000 buổi, đúng rồi, 2.024.000 buổi nha. Mà một buổi á, là
một buổi là 1.5 tiếng, 2.24 triệu một buổi là 1.5 tiếng. Nói chung là mình thấy mình học rất là rẻ, mà cái cô đó cũng nói chung là một người giáo viên dạy tận tình và lấy giá rẻ kiểu vậy. Nói chung là thật là tốt. Thế em có niềng răng không? Dạ chắc có, chắc đến hết dịch là em niềng răng đó, niềng cho nó đều. Chị ơi, giá phòng của chị đang ở dao động cỡ bao nhiêu? Giá phòng của chị đang ở hả? Dao động tầm mà có nên nói không ta? Chắc nên cô không sao. Giá phòng chị đang ở thì dao động khoảng tầm 8 đến 10, 9 đến 10 triệu. Trời ơi, ngày hôm nay mình buồn quá. Mình đang vui vẻ rồi luôn á, tự nhiên có người gọi điện đầu tiên, mình quá buồn luôn. Trời, cái bạn sinh ra này nè, rất là chăm chú coi mình live luôn. Coi từ nãy giờ cũng phải được 60 phút, chắc cũng phải coi được gần 50 phút rồi đó. Không biết mình nói đúng không nha. I am Thuyền. Bạn sinh năm bao nhiêu vậy? Trời đất ơi. Thôi, bạn không cần biết. Nãy giờ mình giới thiệu quá, nhiều quá, mình mệt quá. Nói chung là cái sinh năm của mình cũng lớn tuổi rồi, mình không còn nhỏ nữa đâu. Trong miền Nam sắp hết dịch rồi đó. Đúng vậy. Mà cũng không biết khi nào hết dịch, nó cũng còn nhiều quá. Hết dịch rồi chắc mình vui lắm. Thật sự hết dịch xong á, mình sẽ đi du lịch. Trời đất ơi, mình phải đi đây đó mới được, chứ không là mình xỉu. Hôm trước em có gặp chị ở ngoài rồi, xin giả mang, xịn lắm. Trời ơi, sao em nhìn lộn ai? Em có nhìn lộn ai không vậy? Kiểu như là ai mà gặp mình ở ngoài mà khi mình xin đó, mình kiểu như mình không có tin được á. Tại vì ở ngoài mình kiểu như là mình thấy mình sao sao á. Không phải là sao, kiểu như là nói chung mình ra ngoài kiểu như là mình cứ mình không có make up gì hết, xong rồi kiểu như là lúc nào cũng sao sao á, kiểu vậy. Sắp được Vivo rồi Sunny. Dạ đúng rồi, sắp được Vivo rồi anh. Vui lắm. Mà mình chưa gặp Sunny ở ngoài. Ôi có không gặp được đâu, tại vì em không có ra đường nhiều đâu. Tiếp, chị có thể review homestay rẻ ở Đà Lạt không chị? Homestay rẻ ở Đà Lạt hả? Ý là rẻ thì rẻ như thế nào á? Rẻ mà nó phải như thế nào nữa? Nói chung Đà Lạt thì chị thấy là có nhiều rẻ lắm, có nhiều, rất là nhiều phòng rẻ. Hoặc là em có thể tham khảo ở trên những cái ví dụ như là Ghiền Đà Lạt nè. Chị thấy Ghiền Đà Lạt là nơi mà có nhiều, rất rất là nhiều người ta review trên đó luôn. Nói chung là Đà Lạt thì nói chung thì để mà đi chơi ở Đà Lạt á thì nó không có đắt, nó cũng rẻ à. Rồi đến những cái phòng mà nói chung là em thử lên trên Ghiền Đà Lạt nè, hoặc là tất tần tật về Đà Lạt, nhiều thông tin Đà Lạt lắm, lúc đó là tha hồ mà lựa chọn luôn. Nhưng mà thích là chị thích đi Đà Lạt á, ví dụ như là mình đến những cái nơi nào đó mà nó ở trong vùng sâu chút á thì nó sẽ dễ cho mình để mình có thể tận hưởng không khí Đà Lạt 100%. Trời đất ơi. Hello. Đà Lạt buổi tối ra chợ Âm Phủ thì cũng thích nhỉ Sunny ha. Chợ Âm Phủ là chợ gì? Trời đất ơi. Chợ Âm Phủ là chợ gì? Mình không có biết chợ Âm Phủ là chợ gì luôn. Chợ đêm Đà Lạt ha. Chợ Âm Phủ. Trời đất ơi. Em thử cắt tóc đi nhìn cho xinh. Ôi không. Bây giờ mình sẽ quyết
sẽ quyết tâm để tóc dài. Để tóc dài nhưng mà cũng không biết để được không nữa. Nhưng mà tóc tầm tầm này thì thấy dễ nè, kiểu như là dễ buộc, dễ cắt. Bạn có nhắn tin chưa? Bạn có NT chưa? Bạn có người thương chưa? Hay là bạn có như thế chưa? Bạn có người yêu chưa? Tháng mấy vừa rồi? Mấy tháng vừa rồi chị làm gì? Mấy tháng vừa rồi hả? Đó là những quá trình chị mấy tháng vừa rồi hả? Thì mình ở nhà nè, xong sau đó mình đọc sách nè, mình học thêm nè, nói chung là mình làm nhiều cái lắm chứ cũng xong mà mình tập yoga nè. Kiểu như là không ai chụp hình cho mình nên mình không chụp úp hình được, chứ không phải là mình không thích úp hình đâu mọi người. Trời đất ơi. Đừng có nghĩ là mình sống ẩn dật nha, không có, tại vì không ai chụp hình cho mình hết á. Mà mình tự chụp á thì mình thấy nó không có đẹp, cho nên là mình thấy mình tự chụp không có đẹp, cho nên là mình không có tự chụp. NT người yêu như thế. Để coi bạn có người yêu chưa. Ôi mình chưa có đâu. Nghe giọng bạn giống Đà Lạt. Giọng của mình đâu có giống Đà Lạt. Giọng của mình là một cái nơi nào đó xa xôi lắm bạn ơi, mình cũng không biết nữa. Nói chung là mình ở vùng miền nào cái mình nói giọng đó à. Nhiều lúc mình nói mình ở xa xôi cũng... Bánh bao. Đúng rồi, là chợ đêm Đà Lạt và chợ Âm Phú. Trời ơi, bây giờ mình mới biết luôn á, là chợ đêm Đà Lạt. Tiếp nha. Bánh bao ở cùng chung cư với Trang luôn hả? Không, bánh bao ở bên... Nói chung là bánh bao với mình thì ở chung một khu nhưng mà ở lóc khác nhau. Chị và Gôn. Gì đây? Chị và... Trịnh Sản tung bằng chứng ơi. Trương Hằng ngoại tình gì đây trời. Chị và chị Gôn, Annie và chị Diễm ở cùng Bình Dương hả chị? Không phải, chị với chị Gôn với Annie á là ở Bình Dương, còn chị Diễm là ở Sài Gòn. Chị Diễm là gái Sài Gòn nên nhìn rất là bốc lửa. Còn mình chỉ là gái quê mới lên Sài Gòn thôi. Trời đất ơi. Không, mình cũng lên Sài Gòn được 4 năm rồi. Nhưng mà nói chung là mình là gái quê lên. Ngày xưa là hả? Ngày xưa trời đất ơi, mình lúa lắm mấy mọi người. Ngày xưa mình lúa lắm. Kiểu ngày xưa nha, mọi người là bắt đầu đi chơi rồi, cùng mình á thì tối mình đi chợ sữa chứ cả mình còn nhóc. Ngày xưa mới cười, mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện của mình, đó là hồi đó đi học lớp 12 là người ta sẽ kiểu như là phải lo hả, học hành nè, phải lo học hành thật là chăm chỉ phải không? Không, tụi mình á, mình với lại mấy đứa nữa trong lớp á, là mình chỉ hồi đó mình chỉ con gái không à, kiểu như là lái xe đến nhà thầy, xong sau đó là bốn đứa nhìn nhau hỏi là bây giờ có học không tụi bay. Kiểu là bốn đứa nhìn nhau xong nói là bây giờ có học không tụi bay, cái mình nói là tao nghĩ là tụi mình nên ra quán cà phê. Là bốn đứa dắt nhau ra quán cà phê quýnh bài. Ồ, hồi đó mình lười học lắm, không hiểu sao hồi đó mình lười học như vậy, bây giờ thì mình yêu thích việc học. Trời đất ơi, mình mắc cười quá. Hồi đó mình cứ nghĩ lại hồi cấp 3, cấp 2 của mình là mình cười hoài luôn. Ví dụ như hồi đó là những người bạn của mình á thì đến sắp đến thi đại học đúng không, thì mọi người chỉ là trời ơi lo lắng quá không biết phải học như thế nào, còn mình không. Mình ngồi chơi game. Trời đất, mình cũng không hiểu là sao lúc đó mình làm được vậy nữa. Mình công nhận luôn á. Không biết lúc đó tại sao mình, lúc đó mình ham chơi lắm. Ngày xưa lúa lắm là gì? À, lúa có nghĩa là quê đó, kiểu như là country. À, anh Thành, em thấy anh rồi nha. Anh Thành, em thấy anh rồi nha, anh đừng có mà. Vì đây Trang ở chung cư Phú Nhuận. Anh nào chung cư Nhuận thế mình cũng từng tìm chỗ để thuê và đang tham khảo nè. Trời đất ơi, mỗi lần mà mình nhớ đến cảnh chuyển nhà là mình sợ lắm. Nên là bây giờ mình muốn ở đâu là mình ở một chỗ thôi. Mình rất là sợ mình phải đi đâu luôn á. Vậy đây, em có định sửa gì trên mặt không? Không. Không. Có đi niềng răng thôi. Đi niềng răng á. Còn không có sửa gì trên mặt không?
Để khuôn mặt chị đi cho nó khả ái. Em thấy trường chị đây, em thấy trường em các chị gái Bình Dương đều xinh xịn như nhau. Trước tiên em thấy chị Annie và Gold siêu xinh và giỏi nữa. Đúng rồi, mà cũng không biết tại sao nữa ta. Ừ chắc không, mà cũng tùy người thôi à, chứ cũng không đến nỗi đâu. Cũng nhiều bạn xinh lắm và cũng có nhiều bạn cũng không xinh. Nói chung là thật sự là mỗi nơi thì người ta cũng có những cái, có người xinh khác nhau á, cho nên là mỗi người một cái nét khác nhau, cũng không thể nào nói là người này xinh người kia xấu. Mình chỉ thấy rằng là chỉ cần cô gái mà biết trưng diện á, kiểu như là biết make up nè, biết trưng diện quần áo rồi tạo cho mình một cái style riêng á, thì mình nghĩ rằng là cũng sẽ có một cái đặc điểm của người đó, chứ không phải là như là chứ không phải là vậy, như là bây giờ cái như là cái quan niệm về vẻ đẹp á, nó không có kiểu rạch ròi như ngày xưa nữa, rằng là ô bạn này xinh bạn này xấu, mà là mình tạo được một cái phong cách riêng cho mình có những cái vẻ đẹp riêng của mình, thì đó là cái vẻ đẹp riêng của mình thôi, chứ không cần phải là theo một cái quy chuẩn nào đó của xã hội, rằng là con gái là phải để tóc dài rồi phải phải da trắng này nọ, thì mình nghĩ là không cần. Đúng ít người đây lưu lại đi nhé, anh yêu chị. Anh yêu chị là sao? Trời ơi, sao mình khủng quá. Chị định hướng công việc sau này là gì ạ? Thôi nó ngại lắm, để khi nào làm được rồi nói. Kiểu như là mình có định hướng, nhưng mà thôi để khi nào mình làm được thì mình chia sẻ. Còn bây giờ mình cảm thấy là nếu mà nó định hướng á, nó chỉ là một cái gì đó kiểu như là ở tương lai thôi. Nó mình cũng chỉ là nói vậy thôi, mình cũng không biết là mình có làm được không. Nhưng mà tại vì lúc trước á, mình có nghe được một câu là nếu cái gì đó mà nó thuộc về định hướng của bạn, và khi bạn nói ra thì cái việc mà bạn muốn đạt được cái điều đó nó đã giảm rồi. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình muốn làm cái gì mình cứ phải im lặng, mình làm. Đến khi mình làm được thì thôi, còn không làm được thì buồn. Buồn mình buồn một mình thôi, chứ không có kiểu như là lên là mình phóng đại, là mình nói là mình sẽ làm được cái này, làm được cái kia, cuối cùng là không làm được gì hết. Thì lúc đó kiểu như là mọi người cũng kê cười mình, mà mình thì cũng tự chê kiểu bản thân mình luôn. Cho nên thôi mình ngại lắm, mình không dám nói đâu. Mọi người yêu của chị là người như thế nào? Mọi người yêu chị ha, nói chung là một người kiểu như là discipline, kiểu như là phải có tính kỷ luật một chút. Tại vì chị là người hơi freestyle, cho nên chị thích những người kiểu phải kỷ luật. Tại vì kiểu như là nó đối lập nhau á. Đối lập nhau. Với lại kiểu như là một người cố gắng, luôn cố gắng và tích cực. Nói chung rằng là cố gắng và tích cực. Còn vấn đề về tiền bạc thì mình cũng không thể nào nói được, tại vì lúc người ta như thế này như thế kia, nói chung là chị, nói chung là với bản thân chị thì chị rất mong người biết cố gắng. Trời ơi, tôi nghe tiếng xe cấp cứu tôi sợ luôn. Trời ơi, sợ lắm. Nhưng mà nhiều lắm, ở đây ngày nào cũng nghe hết, đi rất là quen, nghe thấy nó cũng bình thường á. Mẫu người yêu, hết mẫu người yêu rồi. Ngày xưa mình cũng lối lắm, giờ thành gạo rồi. Đâu, bây giờ người bây giờ là thành trấu. À thôi, gạo mới thành trấu lộn. Trời ơi, hồi xưa mình kể cho các bạn nghe. Sao mình có chuyện nhiều chuyện hồi xưa quá. Trời ơi, hồi xưa á, mình sống ở quê á, là chỗ của mình á, nó là cái vùng đất quê, thiệt là quê luôn. Xong rồi cái, hồi đó mình hay đi ăn trộm lắm, mà mình thích đi ăn trộm. Mắc cười quá. Không biết hồi nhỏ các bạn nào mà sống dưới quê thôi nha. Tự nhiên mà nói từ quê mình thấy mình quê luôn á. Quê là sống ở dưới những kiểu như là countryside nè, những cái vùng quê yên bình. Cái từ quê tự nhiên mình nghe thấy nó quê thiệt luôn á. Kiểu như là những cái vùng countryside, những cái vùng remove, những cái vùng mà dạng như là vùng xa trung tâm thành phố đi. Chứ tự nhiên mà nói tiểu quê cái mình thấy mình cũng quê theo luôn á. Thôi mình ngại lắm. Kiểu như là mình ở nhà mình không nói chuyện với ai hết, mình thấy mình buồn quá. Có ngày mình không nói chuyện luôn, còn có ngày mình nói nhiều. Chị chia sẻ cách chụp ảnh đẹp đi chị. Trời ơi, thiệt là luôn á, là đến nay á, là phải đến mấy tháng rồi chị chưa chụp hình luôn á. Nhưng mà cách chụp ảnh đẹp thì tất nhiên là phải có outfit đẹp nha.
kiểu như là mình phải có outfit đẹp nè, xong sau đó là mình phải make up nè, rồi làm tóc nè, rồi làm sao để khuôn mặt của mình kiểu như là sao ta, tờ nhìn nó như là tùy cái trang phục, ví dụ là trang phục bánh bèo thì mình làm kiểu dễ thương, còn nếu như mà ngầu ngầu thì mình kiểu làm ngầu ngầu á, kiểu vậy. Nói chung là ngại quá. Chị có đầu tư gì không? Không, chị đâu, chị có để tiền tiết kiệm thôi chứ không có đầu tư gì hết á, chưa đầu tư. Nói chung với bản thân mình thì mình cảm thấy là mình cũng chưa có tiền gì để đầu tư, cho nên mình chỉ để tiền tiết kiệm thôi. Chỉ có đầu tư là đầu tư cho giáo dục, ví dụ là đi học nè thì là đầu tư đó. Ví dụ như là đi học nè thì là đầu tư cho giáo dục thôi, chứ cũng không có đầu tư gì cả. Với lại mỗi tháng á, thì mình cố gắng là mình sẽ trích một cái khoản tiền để bỏ vào tiền tiết kiệm của mình. Chơi chứng khoán không chị? Không, không dám chơi, sợ lắm. Chơi thì phải biết thì nó mới chơi, còn nếu mà chơi mình mà không biết gì nó mà mình chơi là nó chơi mình á, chứ không phải là mình chơi nó đâu. Không biết gì nó mà chơi tầm bậy rồi nó chơi mình á, mất tiền chơi. Chị chia sẻ về học tiếng Trung đi chị. Chị chia sẻ về học tiếng Trung hả? Học tiếng Trung chị mới học được 2 tháng thôi, nhưng mà kiểu như là chị hay đi hát nhạc mấy bài tiếng Trung nè. Chị hay, nói chung là tối là chị sẽ bật nhạc những cái bài nhạc tiếng Trung thôi, chị hát theo. Kiểu như hát xong mình biết thêm mấy cái từ tiếng Trung nữa, vui lắm. Nói chung là giờ cứ, tại vì bây giờ là chị đang học những cái từ nhỏ nhỏ, ví dụ ngày xưa tụi mình học ví dụ như là con gà, ví dụ như là học về con gà nè, cái bàn, cái ghế, thì chị đang học về những cái đó. Rồi học ví dụ như là cái bàn, cái ghế, xin chào, tôi khỏe, thì là mình đang học những cái đó. Cho nên bây giờ mình chỉ đang trong quá trình là học vocabulary á. Hay chị làm sao mà học để nhớ được những cái từ vựng trước, xong sau đó là học ghép câu, ghép câu xong sau đó là tiếp tục là học, hát những bài hát. Thì bây giờ nếu mà nhìn vào pin in á thì mình có thể hát được những bài hát rồi. Vậy đây, quan điểm của chị về tiết kiệm tiền là sao? Quan điểm của chị về tiết kiệm tiền hả? Rằng là chị sẽ luôn dành một khoản vào đầu tháng để mà mình bỏ vào cái khoản tiết kiệm của mình. Và mình tiết kiệm, rằng là mình tiết kiệm đều đặn và thường xuyên nha các bạn. Các bạn phải nhớ là cái từ mà thường xuyên. Các bạn phải nhớ cái từ thường xuyên nha. Tại vì có nhiều bạn ví dụ như là cái tháng đó mình không tiết kiệm được, cái mình không tiết kiệm là không. Mỗi tháng là mình cần phải có một khoản tiết kiệm và nó sẽ được giữ vào đầu tháng để mà cái khoản này nó không phải là các bạn cái khoản này là cái khoản này mà các bạn không bị chi tiêu quá tay. Ví dụ như là một tháng đó mình kiếm được khoảng 10 triệu đi, thì mình sẽ dành mỗi tháng đầu tháng mình sẽ dành khoảng 2 triệu để bỏ vô cái tiền tiết kiệm của mình. Hiểu không? Cứ là mình sẽ bỏ vô hai tiền tiết kiệm, cứ 2 triệu, 2 triệu, 2 triệu, tháng nào mình cũng bỏ nha. Nếu mà tháng đó mình cảm thấy rằng là mình có nhiều cái phải chi á thì mình cũng bỏ vô luôn. Mình cứ bỏ vô, thì một năm là các bạn có khoản được, ví dụ là mỗi năm mà các bạn bỏ được 2 triệu, mỗi tháng các bạn bỏ được 2 triệu á, thì một năm các bạn có 24 triệu rồi. Mà có nghĩa là cái 24 triệu đó nó không phải rằng là cái tiền mà các bạn đã dành, mà cái tiền đó cái tiền là các bạn không có chi tiêu quá tay á. Nếu như mà có nhiều bạn thì dù có 10 triệu các bạn tiêu hết 10 triệu, thì với mình thì mình đã cắt một cái khoảng 2 triệu mình gửi lại rồi, mình sẽ còn 8 triệu. Và sau đó thì mình sẽ trả tiền nhà, trả tiền đi học, trả tiền đi nhà, trả tiền học, hoặc là trả tiền ăn uống quần áo kiểu vậy. Anh tưởng người miền Nam làm năm tiêu 10. Thật sự thì nó cũng sẽ đúng với lại nhiều người, nhưng mà đối với em về tiền bạc thì em tiết kiệm lắm. Em là một người cực kỳ tiết kiệm luôn. Nói chung là mình kiểu như là mình phải tiêu một cái gì mình cứ phải suy nghĩ nhiều á. Tùy cái thì mình sẽ chi mắc, mình tùy cái thì mình sẽ chi cực kỳ mắc. Ví dụ như là mỹ phẩm rồi cái tiền mà mình bỏ tiền để mình học thì mình sẽ không tiếc. Nhưng mà những cái ví dụ như là nó chỉ thuộc vào những cái sở thích của mình, ví dụ là mình mua túi hoặc là mình mua túi sách đi, thì mình cứ phải suy nghĩ rất là nhiều. Ví dụ như là mình có nên mua không ta, rồi có nên mua không, rồi mua thì như thế nào, mua thì dùng để dịp gì và mua để làm gì. Nói chung là mình cứ hỏi nhiều, cuối cùng rằng là mình không mua. Vậy coi, chắc em học chi tiêu từ bố mẹ mình hả? Bố mẹ em gốc Bắc chắc chi tiêu tiết kiệm hơn. Dạ, trời ơi, mẹ em không bèo cho em tiền hết. Nghĩ sao ngày xưa mà mình lên Sài Gòn mình ở là mẹ mình cho mình là
Ngày xưa lên Sài Gòn ở là mẹ mình cho mình có 2 triệu tiền nhà, là 2 triệu để đóng tiền nhà, xong sau đó mỗi tuần là cho có 500 ngàn à. Cho có 500 ngàn à. 500 ngàn mà ở Sài Gòn nè, tiền xăng, tiền xe, tiền quần, thôi tiền xăng, tiền xe, tiền ăn thôi nha, là hết tiền rồi, chứ không có tiền mua quần áo luôn. Bởi vậy nghĩa là mẹ mình là không bao giờ cho tiền, dù chỉ là một đồng tiền nhỏ, cho một có 100, ngày xưa mẹ mình cho mình có 100 ngàn thôi mà mình, mà kiểu như là mẹ mình, nói chung là mẹ mình là một người rất là tiết kiệm, nghĩa là không phải là tiết kiệm chi ly, là cái gì cũng không mua, mà kiểu như là không có cho mình xài nhiều tiền á. Nói chung là mẹ mình không phải là dạng như là tiết kiệm, là cái gì cũng tiết kiệm, mà là kiểu như là không cho mình xài nhiều tiền, không cho mình xài tiền á. Coi là mày kiếm được, với là mình kiếm được tiền thì mình tự xài, chứ không bao giờ rằng là cho tiền xài. Không có luôn. Câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi về thu nhập. Câu hỏi này hơi cá nhân một chút, nhưng mà thôi mình cũng sẽ nói. Cái gì đây? Chị làm mẫu thu nhập có khá không? Chị làm mẫu hả? Thu nhập cũng khá lắm á. Cô thu nhập về mẫu ảnh thì cũng khá nha các bạn. Tiếp theo, đó là thì đúng rồi đó em, phụ nữ ngoài Bắc thường chi tiêu tiết kiệm. Dạ đúng. Mẹ em không giờ chị một cái đồng tiền gì để mà chi tiêu hết. Mẹ em, gì đây, mẹ chị giống mẹ em á, chị có cho tiền học là thả ga. Cho tiền học mà chị cũng không cho luôn. Cho tiền học kiểu mày học cái gì mà học mắc quá vậy, kiểu vậy á. Đó là mày học cái gì mà học mắc quá vậy rồi ha, mày thấy không, tao là kiểu như là mẹ mình là mày thấy không, tao là phải hả, tao là phải bán từng tí từng tí từng tí để mà có tiền cho mày, kiểu như là đi học á, kiểu vậy. Mẹ có phải làm từng tí để có tiền cho con đi học, cho nên là con phải cố gắng học hành lên. Đó là những câu của mẹ mình, cho nên đến năm 3 thì mình đã tự trả tiền đi, tự đóng tiền học luôn, thì mẹ mình nó không còn cần nhằn nữa. Chứ không, mỗi lần mà mình xin kiểu như là mẹ ơi đến tiền đóng học rồi nha, cái là mẹ mình kiểu đóng bao nhiêu, trời ơi chúng mày đi học tao phải trả rất là nhiều tiền, kiểu vậy. Cho nên là nói chung là mình thấy rằng là ba mẹ mình dạy cho mình một cái cách tiết kiệm, cho nên là mình cũng có một cái khoản tích lũy, sau khi mà mình đi làm xong thì sau đó mình có một cái khoản tích lũy để mình có thể không có bị vô những cái tình trạng khẩn cấp, ví dụ như là không có tiền hay là ấy, thì mình cảm thấy là mình cũng học được một cái việc về tiết kiệm tiền rất là tốt. Thu nhập mỗi tháng của bạn là bao nhiêu à? Ôi đây là một câu hỏi rất là cá nhân, cho nên là mình cũng không dám trả lời nữa đâu, tại vì bây giờ cái thu nhập của mình nó ít lắm, nó ít lắm, mình buồn á. Thôi đừng nhắc thu nhập nữa, mình khóc đấy. Được rồi. Chị không ở chung với bố mẹ nữa à? Đúng. Sau đại học thì chị đã bắt đầu ra, không phải ra ở riêng mà là mình lên đại học học, nên là mình phải ở riêng là đúng rồi. Tại vì mình lên Sài Gòn học, thì đến bây giờ thì mình đã có thể lo lắng cho cuộc sống của mình rồi. Đến năm 3 thì mình bắt đầu đóng tiền học phí, tôi đóng tiền đi học. Học phí của mình đắt lắm. Tới 30 triệu một, 30 triệu nữa, 30 triệu, cái con gì đây, 30 triệu nữa, nữa học kỳ lận. Em dự định bao nhiêu tuổi lấy chồng nữa? Một câu hỏi thật là hóc búa, khó hiểu quá. Em đang đi chơi vui lắm. Nói chung là bây giờ em thấy là cuộc sống của em kiểu như là enjoy á. Bây giờ cái mục tiêu của em nó đơn giản lắm. Ví dụ như là bây giờ em sẽ cố gắng là đi làm, xong sau đó là mình sẽ cố gắng đi làm, mình sẽ học tất cả những cái gì mình thích. Xong sau đó là mình sẽ, nếu mà có cơ hội thì mình sẽ đi học lên. Hoặc là xong sau đó thì mình sẽ dành thời gian để mình có thể tìm hiểu về cuộc sống nè, mình có thể tìm hiểu về ngôn ngữ nè, cuộc sống nè. Và sau đó mình cố gắng, nói chung là mình cảm thấy cuộc sống của mình kiểu như là cũng khá bận rộn á, cho nên là mình cũng thấy vui, mình cũng không có quan tâm đến việc mà lấy chồng lắm. Chị ơi, chị có thể chia sẻ chung cư của chị ở được không? Em thấy giá đó hợp lý lắm luôn. Đúng rồi, giá của chị hợp lý lắm. Thì nếu như mà để mà muốn, nếu mà em muốn chi phí rẻ hơn nữa, thì em có thể là thuê những cái chung cư mà nó thuê nguyên một căn luôn, sau đó em share phòng lại với lại những người khác, thì mình sẽ có chi phí rẻ hơn nữa đó. Thiệt. Ở đây thì nói chung là chị ở đây á, thì tất cả mọi thứ nó đều rất là ok, Central Mall hả? Không phải Central Mall, Shopping Mall,
Nói chung là vậy đi, quên kiểu vậy. Xong rồi nói chung là đầy đủ tiện nghi lắm, có cái park, có cái gì đó? có cái công viên cái công viên ở đây nữa, cho nên là nói chung là ở đây thì vui lắm, kiểu nó sống cũng nhộn nhịp á, rồi security thì tốt, bảo vệ tốt. Tiếp theo là chị ở một mình à? Không, chị không ở một mình đâu, chị sợ một mình lắm, chị sợ ma lắm. Ở chung với lại thật sự là mình ở chung với lại ở share phòng ở share chung cư với lại một vài với lại một người bạn của mình, chứ không có một mình. Một mình sợ lắm, mình bị sợ ma cho mình không có dám ở một mình đâu. Chị có định đi niềng răng không? Sao cũng hỏi hết. Có, chắc là sau đi niềng răng, tại vì thật sự nha, mình bị nha bên này nhiều quá, xong sau đó mình bị đẩy cái hàm luôn, mình cũng không biết tại sao nó bị đẩy hàm. Nó có nghĩa là khi mà mình nha bên này nhiều á, cái tự nhiên cái hàm nó đẩy 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 mà. Cái răng mình bị lệch luôn, mình buồn quá. Học nhiều ngôn ngữ bị lại ngôn ngữ rồi. Không phải, ý là lúc đó là em tưởng tượng ở trong đầu em á, nó là một cái công viên rất là vui vẻ, nhưng mà em không nghĩ là cái đó là, mình nhớ là cái đó là cái công viên. Chị ơi cho em biết tên chung cư với ạ. Thì ở đây là cái khu khu Vinhome Central Park á. Nó ở đây nó có nhiều block lắm, nó có nhiều block, ví dụ như là block L L1, L2, L3, L4, L5, L6, B1, B2, B4, B5, B6 kiểu vậy á. Nhiều lắm. Em có thấy răng cảnh vướng không? Không, thấy nó cũng vui mà. Chị có đi khám răng thường xuyên không ạ? À? Chứ em rất sợ gặp bác sĩ. Có gì đâu sợ. Thì chị không có đi khám răng thường xuyên đâu, nhưng mà chị hôm nọ chị có đi khám thì người ta bắt mình là phải nhai răng ra xong rồi chụp hình tùm lum á. Nó không có ghê nhưng mà vậy như là nhìn thấy nó bực mình á, với lại đặt như là đi niềng răng hay trám răng á, tự nhiên là phải ngồi ở đó xong rồi kiểu như là người ta cứ trám mấy cái răng của mình, bắt mình há miệng á, thấy ghê sao. Nhưng mà nếu mà mình niềng răng á, là cái răng của mình nó sẽ siết lại vậy nè, xong rồi cái hàm của mình nó nhỏ lại luôn. Hả, công viên nước thủy tiên mua một căn, trời đất ơi. Cái vụ đó thì bây giờ mình răng duyên nên bắt chụp hình đấy ạ. À, không phải, có nghĩa là mình phải chụp hình răng. Thì mọi người nếu mà đi liền răng thì đầu tiên là mình phải khám răng là xong, rồi người ta phải lên cái khung răng cho mình, xong đó là người ta phải siết 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 siết, trời đất ơi nhiều quá. Phí dịch vụ với giữ xe ở Vin cỡ bao nhiêu? Phí dịch vụ giữ xe máy á, thì nó khoảng là 170, 180 gì đó, còn giữ xe hơi thì là 1,3 triệu, 1,5 triệu, 1,5 triệu chứ không phải 1,3 triệu, 1,5 triệu đúng không? Trám răng đau không chị? Có răng sâu phải đi trám mà sợ quá, trám răng không có đau đâu. Niềng răng, mất răng khểnh rồi đúng không? Chắc là người ta sẽ đẩy cái răng khểnh này xuống nè, đẩy xuống xong sau đó là đẩy cái răng ở trong lên đó, nó có cái răng ở trong, đẩy cái răng trong lên nó kéo qua. Không biết mình nói đúng không nữa, cái là mình tự tưởng tượng á. Nhưng mà niềng thì cũng phải mất tầm 2 năm, cũng lâu đúng không? Thôi. Không ngờ là mình nói được 1,5 tiếng luôn, với là nói liên tục. Tính ra là cái khả năng nói của mình là rất là kinh khủng luôn á. Mọi người ơi, mọi người hỏi gì nữa đi, thì bây giờ đến một tới phút thứ 90 là mình ngừng, vì mình mệt quá, mình phải đi uống một ít nước mới được. Sao chị xinh thế, kha 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 là sao? Ví dụ như là sao chị xinh thế, hi hi, sao chị xinh thế, kha 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 kha. Được rồi, em có tiêm filler gì không? Ồ, em không có tiêm gì hết nha, mặt mình rất là bình thường, em sâu hết răng hàm. Em sâu hết răng hàm, chắc phải đi trám hết. Không biết trám nhiều có ảnh hưởng đến răng không? Không đâu em, coi chừng là người ta bắt em nhổ luôn đó. Nói nhiều sao đi làm MC, chắc được á. Gì đây, chị ơi làm sao cho hàm bớt vuông lại à?
Hàn Quốc vùng chắc đi tìm phiêu, chị thấy nhiều người đi tìm filter. Em muốn nói cảm ơn vì chị đã share. Ok, cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Nate Nate Lưu Ngô. Không có gì đâu. Ở đây thì ở thì cho vui, trong đây ở vui lắm. Trong đây kiểu nó đông á, ở cũng vui. Alo, Ahiho 123. Shinim. Cười xinh quá ạ. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn bạn GPHM 263. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thêm mặt tròn mới đẹp chứ, tướng mới đẹp. Mặt tròn cũng tùy, nhưng mà bây giờ người ta đang mốt là mốt phải mặc mốt và V-line. Bây giờ các bạn để ý đi, người ta mặc V-line rất là nhiều, người ta cầm nè phải nhọn ra, xong sau đó là tiêm hai cái này nè, nó nhọn lên xong làm mũi cao lên như nè. Chị có đi làm không? Không, chị không đi làm gì hết. Chị mà đi làm thì sao mà được, không phải là không được mà là kiểu thôi mình không thích đi làm đâu, mình thấy khuôn mặt của mình cũng được. Trời đi làm tốn tiền lắm, mình không có tiền. Trời đi làm mũi nha, hôm nọ bạn mình đi làm mũi á, hết 60 triệu cái mũi, cầm á, 5 triệu, cầm là tiêm tiêm filter ra nha, hết 5 triệu, làm hai cái hàm là hết nhiêu, 5 triệu hay 7 triệu vậy là hết mười mấy triệu rồi, nhiều tiền quá, tiền đâu làm, nghèo lắm. Chị dùng son gì vậy ạ? À? Chị đang dùng cái son này là một cái son, chị dùng son này là son 3CE. Ý em là chị có đi làm không? Làm việc á? Ủa dạ? Có. Tưởng là hỏi là có đi làm cầm hay làm mũi không, thì không có, chị có đi làm nha, vẫn nên đi làm, nhưng mà bây giờ chị đang work from home, hôm nào mình mới được lãnh lương á mọi người. Kiểu như là mình đi, kiểu như là mình đi làm với lại những cái brand nè, mình đi làm với brand nè, mình đi làm chụp ảnh nè, thì nó đều có lương, nhưng mà tự nhiên mình cảm nhận là khi mà mình đi làm mình có lương á thì mình cảm thấy rất là vui, tại vì thật sự á khi mà đi làm á thì nó sẽ có nhiều cái kinh nghiệm hơn nè, nhiều cái trải nghiệm hơn, và mình cảm thấy là mình đi học thì đúng hơn là đi làm, cái là mình đi giống như là mình đi đang đi học vậy đó, cho nên là mình cảm thấy mình nhận được lương, mình cảm thấy rất là vui á. Chị đi làm gì vậy ạ? Chị đang làm, chị đang làm thứ nhất là về marketing, content marketing, và thứ hai nữa thì đang làm về một cái mảng là renewable energy, là mảng năng lượng tái tạo đó. Còn bên cạnh đó thì mình vẫn làm về những cái ví dụ như là cosmetic nè, fashion nè, kiểu vậy, kiểu như là lifestyle ấy, mình thích kiểu lifestyle cực kỳ luôn. Giờ này mới thực tập đúng không em? Dạ, thật sự là em cũng thực tập thì làm cho bên mảng content thôi, còn bên kia thì bên làm về bên mảng năng lượng tái tạo, thì em đã là đang là thử việc, đang thử việc trong 2 tháng. Chị dở ghê, trời ơi không có dở đi đâu, trời ơi chị làm mà chị thấy chị ngu sao, nói chung là chị stupid lắm. Cái gì đây, chị cao với nặng bao nhiêu thế? Chị cao 1m63, nặng 45,5 kg. Cái câu hỏi này, câu này trả lời hoài bây giờ nhớ luôn, tại vì cái số cân của mình nó cũng thay đổi liên tục. Sòng bạc trang bị. Thôi bây giờ mình buồn quá, bây giờ mình phải đi chuyển tiền để thanh toán tiền học phí đây, mình buồn quá các mọi người. Mình buồn quá. Vậy coi, trời ơi mới đầu em tưởng chị là người Bắc. Tại vì có nhiều bạn cũng nghĩ là chị là người Bắc, tại vì chị có răng khỉnh á, nhưng mà chị cũng là người Bắc mà, thực sự đúng là chị vẫn là, chị cũng là người Bắc, nhưng mà nói ở trong miền Nam lâu á. Mình buồn quá mọi người, bây giờ mình phải đi
Ai, mình phải đi chỉnh tiền nữa, mình buồn quá. Lúc nào mình cũng là một trong những người đóng tiền trễ nhất khóa. Ai, không biết đây là một tính tốt hay là một tính xấu. Nhưng mà kiểu ai, chị kỳ đây, cậu giỏi thật đấy. Trời ơi, mình có nhiều cái mình không biết lắm. Để coi. Chị xem về marketing. Nếu mà để marketing thì nó rộng lắm, cho nên là bây giờ chị sẽ xem một vài cái group em có thể lên trên đó để mà coi, ví dụ như là mỗi ngày một chút marketing nè, hoặc là gì tâm sự con sen rồi, gì ta, cái gì market cộng đồng marketer cái gì đó. Nói chung là cái gì marketer quên nè. Nói chung là những cái đó nó có rất là nhiều kiến thức về marketing luôn, nhiều nhiều cực kỳ luôn. Hôm nọ chị đọc mà phải 3 4 tiếng đồng hồ, chị đọc chắc phải được được 60 bài về marketing, về những cái ví dụ như là về viết content nè, về những cái chiến lược campaign marketing nè, rồi nói chung là phải đọc được khoảng 60 bài. Nói chung là rất rất là nhiều kiến thức bổ ích trên đó luôn. Em thử lên trên những cái group về, thứ nhất đó là tâm sự con sen, thứ hai là mỗi ngày một chút marketing, thứ ba là cộng đồng marketer hay gì đó. Cộng đồng marketer, đúng rồi, nhiều lắm, đọc hay cực kỳ luôn. Gì đây, em có đi thi gì về gì đây, chị có đi thi gì về ngành chị học không? Đi thi ví dụ là cũng thi marketing không? Thật sự là hồi trước chị có đi thi á, có đi thi một cái đó là về cái cuộc thi cái gì ta, cái sáng tạo nội dung hình như là của Arena tổ chức á, nhưng mà lúc đó là gia đình chị đang có một xíu việc, cho nên là chị hai người bạn của chị thì tiếp tục thi, còn chị thì out ra khỏi nhóm. Lúc đó thì có đang thi cuộc thi đó là hình như là sáng tạo cho content của Best Shop sáng tạo ra content, rồi lên một cái chiến dịch và marketing plan cho Best Shop, hình như là vậy, đúng rồi, Best Shop. Ai chuyển tiền cũng sót thôi, chị vừa nói câu giọng Bắc nghe chuẩn luôn. Đúng rồi, trời ơi chị buồn lắm luôn á. Kiểu như là ngày xưa mình kiểu như là lúc mà mẹ mình đóng tiền cho mình á thì mình chuyển rất nhanh, nhưng mà đến khi mà mình gì, ôi rồi mình phải kiểu mỗi lần mà chuyển tiền nó buồn, đây là buồn luôn. Đóng tiền trễ là thói quen à em? Đúng. Trời ơi, tại vì mình thấy rằng là không biết nữa, mình thích vậy á, ý là trả tiền á, ý là nếu mà mình nợ ai đó mình trả tiền thì mình thấy nó cũng bình thường, nhưng mà mình đóng tiền học mình thấy đóng tiền trễ. Ví dụ là có hai cái mình hay đóng trễ nha. Thứ nhất đó là đóng tiền thứ nhất cái gì, có hai cái mà đóng trễ. Thứ nhất đó là đóng phí quản lý ở chung cư, và thứ hai đó là đóng tiền học phí. Hai cái này thì mình rất là hay đóng trễ. Học cái gì mà phí đắt vậy em? Dạ em học đâu, cái đấy là cái học kỳ trước á, đôi khi là bây giờ hiện tại thì mình đã ra trường rồi nhưng mà mình vẫn mất cái học phí. Cái đó là học phí về khóa luận anh, cái khóa luận mà em vừa mới làm á. Mà sao học khóa luận có phải đóng tiền đó, không hiểu luôn, không biết là có ai mà ra trường mà bị phải đóng tiền khóa luận không ta, khóa luận mà cũng phải đóng tiền nữa ta. Đúng rồi, chị ra trường rồi, không biết là các anh chị nào có ở trong này không, mà trước đại học gì đây, trước anh học đại học trước thi một tuần mới đóng. Đúng, trời ơi kiểu như em cũng vậy á, kiểu như là em hả phải hả, nó là bây giờ kiểu như gọi điện là bây giờ em có đóng tiền không, em không đóng tiền thì chị không cho em thi nữa thì mới đóng nha, chứ không có kiểu như là chứ không phải vậy như là mình trong danh sách những người mà chủ động đóng tiền đâu, mà là kiểu tuần sau thi rồi đó, vậy em có muốn đóng tiền không, không đóng tiền gì đâu chị không cho thi nha, đó vậy thì mình mới đóng. Không biết là ai có trong đây á mà phải đóng tiền, kiểu như là để mà đóng tiền khóa luận không ta, mình không hiểu sao mà phải đóng tiền khóa luận, lắm thấy buồn quá. Em cũng bị đóng trễ, bị trừ điểm rèn luyện hoài. Chị thì không có gì trừ điểm rèn luyện, nhưng mà chị vẫn không thích đóng tiền sớm. Chắc là nó là một cái thói quen, và nó cũng là một cái thói quen xấu, nhưng mà sao ta,
thì đường nào mình cũng đóng hả, có phải là mình quỵt đâu, nhưng mà mình không thích đóng đúng giờ thôi. Có đó em, trước đó anh làm đồ án phải đóng 10 tiếng mà. Cũng đúng. Trời, mình đóng cái khóa luật của mình á, tổng cộng là 18 triệu. Sao mà đóng mắt dữ vậy trời. Hay, mình buồn quá. Đâu thấy chưa, có chị ơi kìa, đóng cái gì mà đóng tới 8 triệu. Mà mình đóng tới 8 triệu lần. Mà hả, nhiều quá. Làm khóa lận mà cũng phải đóng tiền nữa. Khóa lận phải đóng mà chị. Làm series chia sẻ về marketing được không? Làm series chia sẻ về marketing. Marketing hả? Kiểu là mình thấy marketing là những bạn kiểu làm nhanh cực kỳ đúng không các bạn? Chứ mình cũng không chuyên về marketing lắm đâu. Mình thì học chuyên ngành marketing thôi. Marketing thì các bạn phải làm vào agency á, thì mới được. Còn mình thì nó mình. Trời đất ơi, bạn của mình vô rồi kìa. Hello Brad. Bà Ráp, bà đóng tiền học phí cho bà Ráp. Chị ơi, chị đóng phí dịch vụ ở Vinhome là có bao nhiêu thế? Trời, phí dịch vụ ở Vinhome mắc lắm mọi người ơi. Hôm nọ mình đóng 2 tháng mà hết 8 triệu. Mình nghe mình muốn tá hỏa luôn. Phí dịch vụ ở Vinhome là nếu mà đóng một căn như vậy, bình thường là phải đóng 2 triệu, 2 triệu mốt, 2 triệu không trăm bảy mấy ngàn. Mắc lắm. Phí dịch vụ thôi nha, đó là phí dịch vụ là đóng thường niên, đóng mỗi tháng đó. Còn chưa đến đóng tiền là tiền trời ơi, cái gì 100 phút à. Chưa tính đóng tiền mà tiền giữ xe nè, tiền xe, tiền nước, tiền điện, tiền nước nóng, tiền nước lạnh, tiền xe máy, tiền xe hơi. Trời ơi, chị chào em nha, Cường. Nhiều tiền để đóng lắm. Mà nói chung là phí quản lý đây là 2 triệu. Hồi xưa là có 1 triệu tư thôi, nhưng bây giờ lên tới 2 triệu rồi, mắc quá. Bà Cường, chị đang chưa đóng luôn nè. Hồi nãy chị Đoan Anh mới gọi cho tôi, chị Đoan Anh nói là hả? Thôi vậy em đừng có học nữa. Em không đóng tiền gì thôi, chị hủy kết quả nha. Chán thì chứ. Trời, tôi nghe xong tôi buồn dễ sợ luôn. Bà Cường ơi, bà Cường, bà có bị nhắc nhở đóng tiền học phí không? Tôi bị nhắc nhở xong tự nhiên tôi buồn luôn, tôi bị khẩn một xíu luôn á. Tôi đang livestream với mọi người vui vẻ nè, xong sau đó tôi bị nhắc nhở tiền học phí. Tôi muốn buồn luôn á. Bảo vệ khóa lận điểm cao nhưng rớt do không đóng học phí. Bảo vệ khóa lận điểm cũng không cao nữa, chấm cũng khó nữa. Không hiểu sao. Em cũng vậy, tức quá, em đóng luôn rồi. Đóng chưa? Nghe nói là hôm nay phải đóng trước 5 giờ. Bây giờ chuẩn bị là mình phải tắt like để mình đóng tiền. Làm buồn gì chứ. Ủa em Cường đóng chưa em? Rồi chị, trời đất ơi, em đúng là một người gương mẫu luôn á. Chị phải đến đợi tầm hả 4:59 chị mới đóng. Đóng sớm làm gì. 5 giờ là không nhận nữa. Thì 4:59 rồi mình đóng. Edit báo bill chuyển khoản gửi chị. Hey. Thôi mọi người ơi, bây giờ mình phải đi đóng tiền học phí đây cho nó đỡ lo chứ là chứ gì đây, nó mượn tiền em đóng á. Trời sao nay anh xe giàu dữ hả? Sao nay anh xe giàu quá. Thôi cái gì ở đây, hello hai người mới vô nè, vẫy tay luôn nè. Đó thì đó, bây giờ mình sẽ đi đóng tiền học phí, tại vì nếu không đóng tiền học phí thì sẽ bị hủy kết quả thi. Cho nên là mình thì cũng đã làm hết khóa luận rồi mà bây giờ hủy kết quả thì chắc mình sẽ buồn lắm, cho nên mình phải đóng tiền học phí. Bye. Annyeong, bye bye.
Bye em xin nha.